Cô bé này từ lúc ra đời đã xác định có cuộc đời không giống với người khác. Vào lúc cô bé chọn quà, tất cả những đồ vật trước mắt cô bé đều không thấy hứng thú. Cuối cùng lại nắm lấy tay bố mình. Đây cũng là chỗ dựa vững chắc nhất cho cô bé. Hóa ra bố của cô bé là chủ tịch tập đoàn giàu có nhất Hàn Quốc. Có sự yêu thương của bố, Seji sau khi trưởng thành cũng rất thông minh, nhanh nhẹn. Còn trẻ mà đã thành lập nên thương hiệu của riêng mình. Hơn nữa còn thành công đưa ra thị trường. Tính cách của cô vô cùng ngang ngược, hoàn toàn không coi hai người anh trai vô dụng ra gì. Bố thấy cô có năng lực xuất sắc, trực tiếp trao lại quyền thừa kế cả tập đoàn cho cô. Mà sau khi có được quyền thừa kế, việc đầu tiên cô làm là đuổi hai người anh trai vô dụng bất tài ra khỏi tập đoàn. Trước một ngày mở cuộc họp cổ đông đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Seji vì chúc mừng bản thân đã sắp đi lên đỉnh cao của cuộc đời, bất chấp lời khuyên ngăn của trợ lý, cô nàng nặc đòi nhảy dù. Nhưng khi cô đang vui vẻ lượn lờ trong không trung, đột nhiên nhìn thấy xe chở rác đang bay giữa không trung. Cô lập tức có dự cảm chẳng lành, vì vậy đã ngẩng đầu lên nhìn thử. Một trận lốc xoáy đang hướng về phía cô. Một lát sau Seji liền bị cuốn vào trong đó. Đợi tới khi cô tỉnh lại thì phát hiện mình đang ở một nơi rất lạ lẫm, còn bị treo trên cành cây. Cô sợ tới mức la hét liên tục, không ngờ đã thu hút sự chú ý của một người lính. Seji vui vẻ tưởng đó là quân nhân Hàn Quốc tới đây cứu cô. Nhưng tới khi cô nhìn thấy huy hiệu ở trên mũ anh, thì không tài nào cười được nữa. Hóa ra bây giờ cô đang ở trên lãnh thổ của Triều Tiên. Đối phương tưởng cô làm gián điệp, còn bảo cô mau chóng đi xuống. Nghe thấy tiếng lên đạn, Seji vội vàng giãy giụa, không cẩn thận nên đã bị rơi thẳng xuống. Đúng lúc rơi vào vòng tay của chồng tương lai, Dung Hữu cũng ngơ ngác trước cái ôm bất ngờ của cô. Sau một lúc nói chuyện, Seji mới biết mình đã xâm nhập vào lãnh thổ của Triều Tiên. Cô cảm thấy rất ngạc nhiên, cho rằng anh chỉ đang nói đùa. Khi nghe thấy người xâm nhập trái phép sẽ bị xử lý ngay tại chỗ, cô vội vàng giải thích mình đang nhảy dù. Bầu trời vốn đang rất trong xanh, ai ngờ đột nhiên lại nổi lốc xoáy. Lúc đó cô đang bay giữa không trung nên đã bị cuốn đi. Tới khi tỉnh lại thì đã ở đây rồi. Dung Hy Úc nghe thấy cô nói cũng rất hợp lý, vì vậy đã cất súng đi. Nhìn thấy đối phương đã buông lỏng cảnh giác, Seji định chơi bài chuồn, còn nói mình giỏi nhất là chạy bộ. Một lát nữa là sẽ biến mất khỏi mắt anh thôi. Nhưng còn chưa chạy được vài bước thì Dung Hy Úc đã nói, ở đó có bom. Cô vội vàng dừng chân lại. Lúc này Dung Hy Úc thong thả đi tới nói mình là chuyên gia trong việc gỡ bom. Không có anh giúp đỡ thì cô không thoát khỏi đây được đâu. Nhưng một giây sau liền bị vả mặt bom bút. Không ngờ anh cũng dẫm trúng bom. Seji thì thấy anh không cử động, lập tức biết được anh đã dẫm trúng bom. Nhưng Dung Hy Úc vẫn không chịu thừa nhận. Seji liền bảo anh quay người đi hai vòng thử xem. Thấy không giấu được nữa, anh đành phải lấy bộ đàm ra chuẩn bị gọi cho đồng đội cầu cứu. Ai ngờ không đứng vững nên đã làm rơi bộ đàm xuống dưới nước. Seji cũng nhân cơ hội này bỏ chạy. Trước khi đi còn không quên cười nhạo anh một câu, vẻ ngoài của anh hợp gu tôi lắm đó. Sau đó cô điên cuồng bỏ chạy, một giây cũng không dám dừng lại. Lúc này Dung Hiếu cũng hạ lệnh đuổi theo Seji. Rất nhanh mọi người đã phát hiện ra bóng lưng của cô, hơn nữa còn ra sức đuổi theo. Nhưng khi đuổi tới một nơi họ liền dừng lại, hóa ra phía trước là khu vực có mìn. Seji vừa chạy vừa nhảy, thành công vượt qua được khu vực có mìn. Những người phía sau cũng hoảng sợ không nhẹ. Nhìn thấy binh lính phía sau đã sắp đuổi tới, cô quyết định nhảy qua hàng rào. Lúc này binh lính phía sau đang liên tục hét về phía cô, nếu cô mà qua đó thì chúng tôi hẹo mất. Thấy khuyên nhủ không có tác dụng gì, họ đành chĩa súng về phía cô. Seji hoảng sợ lập tức nhảy về phía trước. Sau đó một tiếng súng cũng vang lên, cũng may không bị bắn trúng. Trong lúc chạy trốn, không may cô đã bị vấp ngã. Vì sống sót, cô đành phải cố nhịn cơn đau để đi tiếp. Cô sợ mình sẽ mất phương hướng nên đã dùng lá cây để làm ký hiệu. Mà binh lính của Triều Tiên vẫn đang tìm kiếm tung tích của cô. Lúc này Dung Hiếu cũng nhìn thấy ký hiệu cô để lại. Rất nhanh anh đã biết được hướng đi của Seji. Seji sức cùng lực kiệt đi tới một ngôi làng. Cô lập tức có hy vọng, còn tưởng rằng mình đã về tới Hàn Quốc. Nhưng tới khi cô bước vào trong thôn liền sụp đổ. Hóa ra đây là một thôn ở Triều Tiên. Lúc này có một chiếc xe quân đội đi về phía cô. Ánh đèn chói lóa khiến cô không thể nào mở được mắt. Đột nhiên có một người kéo cô đi. Nếu như để người trên xe phát hiện ra thì Seji xong chắc. Cũng may Dung Hiếu đã kịp thời tới cứu cô. Khoảnh khắc Seji nhìn thấy anh, cô lập tức say mê. Cô biết cho dù anh có tỏ ra mạnh mẽ đến đâu thì cũng chỉ là một người đàn ông mà thôi. Lúc này Dung Hiếu đang do dự không biết có nên xử lý cô hay không. Cuối cùng anh đã quyết định đưa vợ tương lai của mình về nhà. Sáng sớm hôm sau còn tự tay làm một bát mì cho cô. Seji nhìn thấy bát mì liền muốn giở trò. Cô muốn bón cho anh ăn thử trước. Đây là lễ nghĩa tối thiểu nhất trong bữa ăn. Không ngờ lại bị Dung Hiếu vạch trần ngay lập tức. Hóa ra Seji sợ anh bỏ thuốc độc vào trong mì. Mà Dung Hiếu cũng rất nghi ngờ về thân phận của cô. Anh vẫn luôn nghi ngờ cô là gián điệp do Hàn Quốc phái tới. Vì vậy Seji đành phải nói ra thân phận thật sự của mình. Cô nói mình là tiểu thư nhà giàu, hơn nữa còn là bà chủ của một công ty thời trang. Chỉ cần anh có thể đưa cô về nước an toàn, thì cô có thể để anh hưởng thụ vinh hoa phú quý cả đời. Nhưng Dung Hiếu lại không có hứng thú với chuyện này. Đúng lúc này, cấp dưới của Dung Hiếu vui vẻ tới báo với anh rằng cô gái Hàn Quốc tối qua đã dẹo rồi. Kết quả vừa quay người lại liền sững sờ.
Seji vừa nhìn đã nhận ra anh ta chính là người đã nổ súng về phía mình. Jisoo cũng cảm thán gián điệp này còn dám vào tận nhà của đội trưởng. Anh bảo đội trưởng cho mình chút thời gian, anh sẽ tìm một nơi hẻo lánh để chôn sống người phụ nữ này. Nhưng Seji lại không hề hoảng sợ, bởi vì chỉ cần chuyện cô ở đây bị người khác biết được thì người hẹo sẽ không chỉ có cô, mấy người họ cũng sẽ phải dẹo hết, ngay cả đội trưởng của anh cũng sẽ bị trừng phạt. Khi Jung Hyuk đang đau đầu không biết làm thế nào thì có một nhóm người đã tới đây. Thấy Seji vẫn còn sống, họ đều vô cùng bất ngờ. Sau đó cô liền làm đại ca ở đây, còn bảo mọi người hãy đưa cô quay về nơi lúc trước cô bị rơi xuống. Sau đó cô sẽ tự nghĩ cách rời đi. Nhưng Jisoo lại nói đợi sau khi cô nhảy qua hàng rào thì mới được nếm mùi thành gà quay. Hóa ra hôm qua do cơn lốc gây ra sự cố đường điện nên dòng cao áp mới không được khởi động. Nhờ vậy Seji mới thoát được một kiếp. Nhưng giờ thì không được rồi, cách này không còn hữu hiệu nữa. Cuối cùng mọi người nhất trí quyết định để Seji lén về nước qua đường biển, nhưng phải chờ 3 ngày sau mới được hành động. Trong thời gian đó, Seji có một yêu cầu, đó là 3 bữa một ngày thì 2 bữa phải có thịt. Vừa dứt lời liền bị Jisoo mỉa mai. Anh không tin Hàn Quốc lại giàu có tới vậy, còn có thể một ngày ăn 2 bữa thịt. Đúng là ăn nói linh tinh, nhưng Jung Hyuk lại lấy miếng thịt mà chỉ tới Tết mình mới được ăn ra để chiêu đãi Seji. Điều này khiến Seji cảm thấy rất mới mẻ. Điều khiến cô còn bất ngờ hơn ở đây không có tủ lạnh, nên đã bỏ đồ ăn vào trong hầm để rau. Seji chưa từng thấy cảnh này nên vô cùng kinh ngạc. Cô gái này vốn là một tiểu thư nhà giàu, còn là tổng giám đốc của một công ty thời trang. Bây giờ lại lưu lạc tới một ngôi làng nghèo khó, muốn tắm nước nóng cũng phải tự đi đun, còn phải đổ vào trong thùng. Điều khiến cô khó hiểu hơn là còn phải dùng ni lông để bọc thùng tắm lại, như vậy có thể giữ được nước nóng lâu hơn. Seji chưa từng tắm thế này bao giờ, đúng là thần kỳ quá đi thôi. Sau khi cô tắm xong thì đột nhiên đèn trong nhà vụt tắt. Cô vội vàng lấy điện thoại gọi cho Jung Hyuk, nhưng không ai nghe máy. Khi cô đang không biết phải làm thế nào thì có một ánh đèn lướt qua cửa sổ. Cô lập tức cảm thấy hoảng sợ, đột nhiên lại nghe thấy tiếng mở cửa. Seji sợ tới hú hồn hú vía. Cô vội vàng kéo rèm lại, sau đó cầm bình hoa lên chuẩn bị chờ tin cướp xông vào. Khi cô chuẩn bị đập vào đầu đối phương thì phát hiện người đó chính là Jung Hyuk. Hóa ra anh vừa chạy ra ngoài mua một cây nến, chỉ vì Seji nói mình cần có nến trong lúc tắm và lúc ngủ. Nhưng đến anh mua lại là đến bình thường, còn nến Seji muốn là nến thơm. Một tiểu thư nhà giàu như cô, trước giờ chưa từng chịu ấm ức như thế này. Nhất thời cô khóc tới mức không dừng lại được. Jung Hyuk cũng không biết an ủi cô như thế nào. Sau đó lại nghĩ tới cổ phiếu công ty liên tục rớt giá vì mình đang mất tích, ước chừng tổn thất khoảng 3 tỷ won rồi. Tình cảnh bây giờ còn khiến cô hoảng sợ và bất an hơn, thậm chí còn khóc trước mặt một người đàn ông xa lạ. Đúng là quá mất mặt. Lúc này Jung Hyuk dập tắt ngọn nến. Đừng lo lắng, bây giờ tôi không thấy cô. Sau đó anh đứng dậy đi chấp hành nhiệm vụ của mình. Trước khi đi còn mua cho Seji một túi đồ sinh hoạt hàng ngày. Khi cô mở ra thì phát hiện là dầu gội đầu, hơn nữa còn là sản phẩm của công ty cô. Hóa ra Jung Hyuk đã đặc biệt chạy tới chợ để mua cho cô. Khi bà chủ giới thiệu cho anh một bộ nội y, Jung Hyuk liền ngượng ngùng nói mua hết. Cậu muốn mua kích cỡ nào? Kích cỡ nào cũng được. Khi Seji nhìn thấy kích cỡ liền bật cười. Anh đánh giá cao kích thước của cô quá rồi đó, dù sao cũng vẫn mặc được. Lúc này Jung Hyuk vừa xuống tàu hỏa đã bị nhân viên bảo vệ đưa đi, sau đó nhốt anh lại. Anh tới đây để điều tra một vụ án ăn cắp ăn vặt. Jung Hyuk nghi ngờ vụ án này có liên quan tới Cheolgan, không ngờ lại bị đối phương cắn ngược lại, khiến anh phải gánh vác tội danh. Khi đối phương chuẩn bị ra tay với Jung Hyuk thì đột nhiên cấp trên tiến vào, sau đó đá cho phó cục trưởng Choi một cái, còn nói cuộc đời của anh ta chấm dứt rồi. Jung Hyuk là con trai của cục trưởng tổng cục chính trị đó. Phó cục trưởng Choi lập tức há hốc mồm. Jung Hyuk vì muốn bảo vệ cho Seji nên đã dặn dò cấp dưới đào kênh nước ở gần nhà mình để che giấu tai mắt của người ngoài. Khi Seji biết Jung Hyuk làm vậy vì mình, cô vô cùng cảm động. Nhưng tới tối khi họ quay về lại gặp phải Cheolgang, khi bị hỏi thì họ đành lấy cớ đào kênh để cho qua. Quang Beom nhanh trí đã hỏi trưởng quan muốn đi đâu. Cheolgang nói gần đây có rất nhiều tội phạm bỏ trốn, bây giờ ông phải đi kiểm tra nhà của tất cả binh lính. Jumeok nghe vậy thì sợ tới mức nấc cụt. Cheolgang lập tức cảm thấy bất thường. Sau đó họ liền báo lại tin tức này cho Jung Hyuk. Sau một hồi do dự, anh liền đi tới trước mặt cấp trên rồi xin ông ấy giúp mình một chuyện. Lúc này Seji đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa, cô cảm thấy vô cùng hoảng hốt. Sau đó một nhóm người phá cửa xông vào, đi tìm kiếm khắp nơi trong nhà. Ly nước ấm khiến Cheolgang chắc chắn vừa rồi đã có người ở đây. Khi ông ta chuẩn bị rời đi thì đột nhiên nhìn thấy cái hầm ở ngoài sân. Khoảnh khắc mọi người mở cửa ra liền sững sờ. Hóa ra Seji đang trốn ở trong đó. Ra đây, lái xe chuyên dụng của quân nhân cấp cao sướng như thế nào. Phóng xe như bay mà vẫn không có ai dám chặn lại. Ngay cả cảnh sát giao thông nhìn thấy biển số xe 729 liền vội vàng chỉ huy mọi người nhường đường cho chiếc xe đó. Khi Seji ngang qua còn phải chào kiểu quân đội, để chiếc xe đó có thể đi thoải mái hơn, đèn đỏ cũng được chuyển thành đèn xanh trong nháy mắt. Sở dĩ Jung Hyuk vội vàng lái xe về nhà như vậy là vì Seji ở nhà anh đã bị hiểu lầm là gián điệp. Chuyện này khiến cô vô cùng sợ hãi. Đúng lúc này có một chiếc xe đi tới. Jung Hyuk sau khi xuống xe liền vội vàng đi về phía cô.
Treo Gang thấy vậy lập tức chĩa súng về phía Seji. Đối mặt với sự đe dọa của ông ta, một người trước giờ luôn chính trực như Dung Hyuk lại nói dối. Mấy người đang làm gì với vợ chưa cưới của tôi? Tất cả mọi người đều kinh ngạc. Seji cũng ngạc nhiên, cô không dám tin vào tai mình. Treo Gang nghe vậy đành phải bỏ súng xuống. Nhưng ông ta không có ý định bỏ qua, còn bảo Seji lấy chứng minh thư và giấy thông hành đặc biệt ra. Không khí lại trở nên căng thẳng lần nữa. Dung Hyuk không còn cách nào đành phải nói vợ chưa cưới của mình tới từ Hàn Quốc, là nhân viên bí mật của đơn vị 11. Mọi thông tin liên quan tới đơn vị 11 đều là cơ mật nên anh không tiện tiết lộ quá nhiều. Còn nói vợ chưa cưới của mình vừa về nước không lâu, bây giờ cô ấy rất mệt mỏi. Seji thấy vậy cũng rất phối hợp. Hành động này càng khiến mọi người tin lời Dung Hyuk hơn. Sau đó hai người đi vào trong sân. Dung Hyuk bảo cô đừng giả vờ nữa, ở đây không có người nữa rồi. Seji hoang mang giải thích là mình diễn nhập tâm quá nên không thoát ra được. Dung Hyuk nói mình không còn cách nào nên mới phải làm vậy. Giờ thì Seji đã thực sự trở thành gián điệp, hơn nữa còn là gián điệp bán nước của chính mình. Cô vô cùng đau đầu. Nếu để họ phát hiện ra được thì phải làm sao? Dung Hyuk bảo cô đừng lo lắng. Dù sao thì tối mai cô cũng sẽ rời khỏi đây rồi. Chỉ cần cố chịu đựng nốt ngày mai là được. Vừa dứt lời thì bên ngoài liền vang lên tiếng gõ cửa. Hóa ra là nhóm các bà cô trong thôn tới đưa đồ ăn cho Dung Hyuk. Họ muốn nhân cơ hội này thăm dò về tình hình của Seji. Không ngờ Seji lại từ từ ló đầu ra, khiến ba người hoảng sợ lùi về phía sau. Khi bị hỏi mình có thật sự là vợ chưa cưới của Dung Hyuk không, Seji ngượng ngùng gật gật đầu. Nhưng tới khi bị hỏi cô chấp hành nhiệm vụ ở đâu thì Seji liền trở nên nghiêm túc nói đây là cơ mật, tuyệt đối không thể tùy tiện tiết lộ cho người khác. Chắc là mấy người cũng biết rõ nhỉ. Sau đó mỉm cười nhìn mọi người một cái rồi đi vào trong nhà. Khi Seji đang vui vẻ nói họ cũng không xinh đẹp lắm thì đột nhiên nghe thấy người bên ngoài đang cười nhạo mình. Họ nói tóc của cô trông rất bù xù, ai không biết còn tưởng là ma đó. Seji nghe xong liền nổi giận. Tới sáng sớm hôm sau, người trong thôn đang vây quanh một chiếc xe để bàn luận. Họ chưa từng nhìn thấy chiếc xe nào xịn như thế này. Seji trốn ở sau cửa nghe lén. Dung Hữu cũng lén lút tới bên cạnh cô. Seji cũng bị anh làm cho giật nảy mình. Cô rất tò mò tại sao mọi người lại vây quanh chiếc xe rẻ tiền đó. Seji vì muốn thể hiện vẻ đẹp của mình nên đã yêu cầu tiễn Dung Hữu ra ngoài. Hóa ra cô vẫn luôn canh cánh trong lòng vì lời nói xấu tối qua. Lúc này Dung Hữu lại lấy một chiếc khăn ra, sau đó buộc tóc cô lại. Hóa ra ở Triều Tiên chỉ có hai loại người sẽ thả tóc khi ra đường. Một là người nước ngoài, hai là người điên. Hai người vừa đi ra ngoài, Seji liền tỏ ra ân ái với Dung Hyuk ngay trước mặt mọi người. Cô ý vỗ vỗ bụi trên áo anh, còn muốn Dung Hyuk dịu dàng xoa đầu cô. Dung Hyuk nhìn về những ánh mắt ở gần đó, anh chỉ còn cách làm theo lời cô. Mọi người thấy vậy liền sững sờ. Seji thấy vậy vẫn chưa đủ, sau đó lại bắt đầu làm nũng với Dung Hyuk. Thật là ghét quá đi. Điều này khiến mọi người không dám nhìn thẳng vào họ. Nhìn thấy biểu cảm ngại ngùng của Seji, Dung Hyuk cũng cảm thấy không thoải mái, vội vàng muốn lên xe rời đi. Seji vẫy tay chào tạm biệt anh. Hành động lần này đã khiến mọi người phải kính nể cô. Sau khi Dung Hyuk rời đi liền dặn dò cấp dưới đào kênh nước ở nhà mình. Lúc này một cậu bé đã ăn trộm bộ quân phục đang phơi nắng. Họ vội vàng đuổi theo cậu bé. Sau khi cậu bé bị bắt lại liền nói em gái mình đã 3 ngày không được ăn gì rồi, đói tới mức mắt còn không mở ra được. Seji biết chuyện này liền về nhà lấy rất nhiều đồ ăn tặng cho cậu bé. Sau khi Dung Hyuk quay về cũng không nói gì, ngược lại còn bảo cậu bé đi rửa tay, như vậy thì ăn vào mới không bị bệnh. Seji thấy vậy cũng cảm động vì lòng tốt bụng của anh. Sau đó Seji đặc biệt tổ chức một hội nghị trao thưởng cho mọi người. Mọi người đều rất mong chờ. Giải nhất đã được trao cho Kim Eun Jong luôn thân thiện hòa đồng với mọi người. Phần thưởng chia thành hai loại là loại lấy luôn và lấy sau. Nhưng Eun Jong lại lựa chọn phần thưởng lấy luôn là 8kg ngô, chứ không hề lựa chọn phần thưởng lấy sau là 100 triệu won. Giải nhì làn sóng Hàn Quốc được trao cho Kim Joo-meok. Bởi vì anh thích xem phim Hàn, anh không hề do dự chọn phần thưởng nhận sau. Đó là Seji sẽ sắp xếp cho anh được ăn trưa với diễn viên Choi Ji-woo. Giải 3 bảo bối nhân loại được trao cho Bác Quan Bi-ân, bởi vì anh là người đẹp trai nhất ở đây. Dung Hyuk nghe vậy liền khó chịu. Quan Bi-ân không chọn nữ model Hàn Quốc mà Seji sẽ giới thiệu cho. Anh chọn một cái ôm trước khi rời đi. Mà phần thưởng của Ji-su lại là chai dầu gội và sữa tắm. Khi nghe thấy lễ trao giải đã kết thúc, Dung Hyuk lập tức sững sờ. Sao lại không có giải của anh? Sau đó anh liền giận dỗi rời đi. Sau đó Seji đưa anh ra ngoài sân, chỉ vào cây cà chua rồi nói với anh. Đây là giải thưởng cảm ơn đặc biệt. Dung Hyuk không thèm để ý tới phần thưởng này. Tới tối, Dung Hyuk đưa Seji lén lút ra ngoài, sau đó lái Seji tới bến cảng. Anh dùng hai tấm thẻ điện thoại để đổi lấy hai vé lên thuyền. Anh không yên tâm về Seji nên đành phải rời đi cùng cô. Nhưng giữa đường lại gặp phải chuyện ngoài ý muốn. Con thuyền họ ngồi đã bị cảnh sát biển phát hiện ra. Thuyền trưởng vội vàng để họ trốn vào trong khoang thuyền. Khi thuyền trưởng dùng thẻ điện thoại để hối lộ, cảnh sát lại không hề dao động. Mà hai người trốn ở dưới khoang thuyền cũng rất lo lắng. Lúc này đột nhiên Dung Hyuk nhớ tới cách giải quyết thường gặp trong phim Hàn mà Joo-meok đã nói với mình. Khi cánh cửa bị mở ra thì Dung Hyuk trực tiếp hôn lên môi cô. Cảnh sát sợ tới mức lùi về sau. Dung Hyuk nhìn thấy chiêu này đúng là có hiệu quả.
Hai người còn chưa bình tĩnh lại thì cửa khoang lại bị mở ra lần nữa. Anh trực tiếp dùng cách cũ. Thuyền trưởng thấy vậy cũng há hốc mồm. Cho dù là muốn cống hiến cho Tổ quốc thì cũng không thể làm ở đây được. Cảnh sát vội vàng bảo họ lên trên. Có vẻ như chiêu này không được rồi. Sau khi lên thuyền, thuyền trưởng vẫn đang giải thích cho mình. Bởi vì hai người trẻ tuổi này nói muốn đi câu cá đêm nên ông mới chèo thuyền cho họ. Nhưng cảnh sát lại nói ông có thấy họ câu cá đâu. Thuyền trưởng nghe vậy liền thấy mình có lý hơn. Người ta trẻ tuổi hừng hực sức sống mà. Họ nói muốn đi dạo, chẳng lẽ chỉ là thật sự muốn đi dạo thôi sao? Nếu họ nói muốn đi câu cá đêm mà thật sự câu cá thật vậy thì tới lúc nào mầm non của Tổ quốc mới được ra đời đây? Seji thấy vậy liền nói họ sắp kết hôn. Vì vậy cũng khá gấp gáp về chuyện này. Dung Hy Úc ở bên cạnh nghe vậy cũng ngơ ngác. Mặc dù đã hóa giải được nguy cơ, nhưng lại bỏ lỡ thuyền chở hàng ở phía trước. Suýt nữa Seji đã có thể quay về Hàn Quốc rồi. Cô vô cùng thất vọng, nhưng tới khi lên bờ cô lại lạc quan trở lại. Cô vốn muốn được Dung Hy Úc an ủi, nhưng ai ngờ anh lại thẳng thính như vậy. Không những không biết dỗ mà còn khiến cô tức hơn. Còn muốn vạch rõ giới hạn với anh. Hành động lúc nãy của anh không gọi là hôn, chỉ chạm một chút thôi. Kiểu này ở nước ngoài chỉ được coi như chào hỏi thôi. Nhưng dù sao bây giờ cũng không phải nước ngoài. Ít nhất thì anh cũng phải tỏ thái độ cho cô biết chứ. Nếu anh cảm thấy áy náy, thì phải hứa với cô rằng tuần sau cô có thể uống espresso thượng hạng ở Gangnam. Dung Hy Úc chỉ trả lời rằng mình không thể làm được rồi quay người rời đi. Điều này càng khiến Seji tức giận hơn. Vì vậy hôm sau cô liền bỏ đi mà chỉ để lại một tờ giấy cho Dung Hy Úc. Hóa ra cô muốn nhảy dù về nước. Hơn nữa cũng đã chuẩn bị tâm lý sẽ xảy ra sự cố. Đúng lúc này Dung Hy Úc đã kịp thời đuổi tới. Anh bảo cô đừng làm mấy chuyện ngốc nghếch nữa. Cô tới được đây là vì có lốc xoáy. Bây giờ thời tiết không giống trước nữa. Một khi bị phát hiện ra thì sẽ bị bắn ngay lập tức. Đột nhiên Dung Hy Úc nghe thấy bộ đàm vang lên âm thanh. Anh vội vàng tắt nó đi. Nhưng tín hiệu bộ đàm phát ra đã bị quân đội nhận được. Treo gang lập tức đưa người đi qua đó. Dung Hy Úc cũng biết được điều này. Trong vòng 10 phút nữa họ sẽ tới đây. Anh nhìn xung quanh, sau đó đi kiểm tra địa hình vách núi. Thấy quân đội sắp tới đây, anh không còn cách nào đành phải kéo Seji chạy về phía vách núi. Rồi ôm Seji nhảy xuống dưới. Nhờ vậy mà đã thoát được một kiếp. Nhưng Treo gang vẫn không từ bỏ, ông ta không tin họ có phép thuật có thể trốn thoát được. Nhân viên nghe lén nói cho ông ta biết họ không hề quay về Bình Nhưỡng. Sáng sớm nay mới cùng nhau quay về. Lúc này Treo gang cũng thấy có gì đó không đúng. Để mua chục man bút, ông ta đã cho anh một ít tiền để anh mua đồ bổ cho con trai mình. Khi anh lấy ví tiền ra chuẩn bị mua thịt, không ngờ lại bị người khác giật lấy ví tiền. Đúng lúc này đã bị Dung Hy Úc nhìn thấy. Anh vội vàng đuổi theo. Cuối cùng đuổi tới một cái sân. Hóa ra nhóm người này đều là quân nhân đã xuất ngũ. Đại ca cầm đầu còn bảo anh mau cút khỏi đây. Nhưng Dung Hy Úc đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu rồi. Cho dù bọn chúng cầm vũ khí cũng không phải đối thủ của anh. Một lát sau liền bị đánh ngã hết. Lúc này có một tên định chơi trò đánh lén. Không ngờ lại bị Man Bút đuổi tới phát hiện kịp thời. Man Bút sau khi lấy được ví tiền liền cảm ơn Dung Hy Úc. Ví tiền này rất quan trọng với anh. Nhất là tờ giấy ở bên trong đó. Mỗi lần anh nhìn thấy nó đều cảm thấy rất đau đớn. Từ sau khi Seji tới đây, cô đã thay đổi thành một người khác. Trước giờ cô chưa bao giờ ăn sáng. Cho dù có ăn thì cũng là ăn yến mạch cao cấp. Hơn nữa còn ăn nhà ăn sang chảnh. Cô cũng chỉ ăn được vài ba miếng. Vì vậy mới có biệt danh là công chúa kén chọn. Bây giờ ngay cả ăn cơm cháy chấm đường mà cô cũng thấy rất ngon. Jisoo lại bắt đầu châm chọc cô. Bảo cô sắp ăn hết đồ ăn nhà đội trưởng của họ rồi. Nếu cứ tiếp tục như này thì Seji sợ mình sẽ phải sống ở đây thật mất. Cô bảo mọi người hãy giúp cô nghĩ cách. Chỉ dựa vào Dung Hy Úc thôi thì không đủ. Lúc này Ju Mae-ok nói mặc dù đội trưởng ra ngoài nhưng anh ấy vẫn bảo họ phải bảo vệ tốt cho cô. Seji nghe thấy Dung Hy Úc để ý tới an toàn của mình như vậy liền không kiềm chế được vui, sướng. Chẳng lẽ một mình tôi ở đây sẽ xảy ra chuyện gì sao? Sau đó lại hỏi Dung Hy Úc còn nói gì nữa. Anh ấy nói nếu để cô ở một mình thì sẽ xảy ra chuyện. Gì vậy chứ? Tôi là trẻ con chắc. Sao lại xảy ra chuyện gì được? Rõ ràng là trong lòng đang rất vui nhưng lại tỏ ra không để ý tới. Sau đó Seji lại bắt đầu oán trách chức quan của Dung Hy Úc quá thấp, nên mới không thể giúp cô rời khỏi đây được. Khi Dung Hy Úc biết cô chê mình không có quyền có thế, anh tức tới nỗi phải bật cười. Cô gái này vốn là một tiểu thư giàu có nhưng bây giờ lại phải lưu lạc tới một ngôi làng nhỏ bé. Hơn nữa ngày nào cũng phải đối mặt với các bà các mẹ. Vì hôm nay là sinh nhật của phu nhân của đại tá. Phụ nữ trong thôn vì muốn lấy lòng bà ấy nên đã tặng rất nhiều quà sinh nhật. Nhưng Seji lại đến tay không. Mục đích lần này của cô là muốn lấy lòng bà ấy. Như vậy có thể giúp Dung Hy Úc được thăng quan tiến chức. Bà Giang Ê vui vẻ mời cô ngồi xuống bên cạnh mình. Nhưng Seji lại nói nguyên tắc của mình là không thể ngồi cạnh người quá xinh đẹp. Bà Giang Ê nghe vậy liền vui không khép nổi miệng. Sau đó cô lựa chọn ngồi bên cạnh người phụ nữ xấu nhất. Bà ấy liền khen cô là một người rất có nguyên tắc. Vừa dứt lời, bầu không khí liền trở nên sôi nổi hơn. Sau đó mọi người liền tặng quà của mình. Seji không có quà gì liền lấy bộ váy của vợ Man Bút ra. Hóa ra cô vẫn luôn cảm thấy nó rất quê mùa. Vì vậy nên mới không dám lấy ra. Nhưng Seji cho rằng bộ váy này rất phù hợp với thời trang ở đây. Sau một hồi sửa sang lại, một bộ váy thời thượng đã được ra đời.
Seji nói cảm giác tự nhiên như vậy mới là đẹp nhất. Lớp bèo nhún ở cổ áo khiến người ta liên tưởng tới nữ thần Hy Lạp. Lúc này thái độ của bà Giang Ê với Seji đã thay đổi hoàn toàn. Buổi tối trước khi rời đi, Seji còn không quên nhắc bà Giang Ê nhớ nói tốt về Dung Hyuk trước mặt chồng bà. Để thêm thân mật hơn, cô còn gọi bà ấy là chị gái. Lập tức khiến bà ấy trẻ hơn rất nhiều. Bà Giang Ê vui tới mức không khép nổi miệng. Lúc này Dung Hyuk vì muốn tình cờ gặp gỡ với Seji nên đã đạp Seji đi lại suốt một con đường. Quả nhiên ông trời đã không phụ lòng anh. Cuối cùng anh cũng gặp được Seji. Khi bị Seji hỏi, anh liền giả vờ nói mình đúng lúc đi ngang qua. Seji liền bảo anh hãy cảm ơn mình. Để giúp anh được thăng quan tiến chức, cô đã bỏ nhiều công sức làm đó. Dung Hyuk nói hình như cô hiểu lầm anh rồi. Anh không phải không có quyền không có thế. Còn chưa nói xong liền bị Seji ngắt lời. Cô tò mò hỏi về xe đạp của anh. Sau đó hai người cùng nhau đạp xe về nhà. Khung cảnh này đúng là rất hạnh phúc. Sau khi hai người về tới nhà thì phát hiện cấp dưới của Dung Hyuk vẫn chưa rời đi. Họ chuẩn bị rất nhiều sò nướng. Jisoo ném một que diêm từ trên cao. Vỉ nướng lập tức bùng lửa lên. Seji sợ hãi lùi về phía sau. Cô chưa từng thấy ai nướng đồ ăn kiểu này cả. Jumeok ở bên cạnh lấy một cái bảo cô nếm thử. Seji nói trừ súp hải sản ra thì những thứ khác cô không thích ăn lắm. Nhưng cô vẫn nếm thử một miếng. Cảm thấy mùi vị cũng không tệ. Sau đó Jumeok lại rót một ly rượu cho cô. Seji lại tỏ ra mình là tiểu thư nhà giàu. Cô nói lúc cô ăn hải sản chỉ uống với rượu Sauvignon. Nhưng thấy Jumeok liên tục mời gọi, cô đành phải uống thử một ngụm. Ai ngờ vừa uống liền nghiện luôn. Thậm chí cô còn cướp của người khác để uống. Bây giờ Seji đã hoàn toàn hòa hợp với mọi người rồi. Chỉ có Dung Hiếu không nói gì, liên tục lén lút nhìn về phía cô. Hết lần này lại tới lần khác. Tới lần thứ ba anh nhìn lén thì lại bị Seji phát hiện ra. Sáng sớm hôm sau, Dung Hiếu bận bịu rang cà phê. Sau đó nghiền thành bột rồi làm một ly cà phê cho Seji uống. Không ngờ cô còn có thể được uống cà phê ở đây. Đúng là ngon quá đi thôi. Khi Dung Hiếu định rời đi thì cô đã đuổi theo anh. Cô đã tặng cho anh một trái tim để bày tỏ lòng biết ơn của mình. Dung Hiếu không hiểu là gì nên đã hỏi Jumeok. Jisoo nghe xong liền hiểu ra. Cô đang muốn dùng hai ngón tay để bút nát anh như bút nát sâu bọ. Jumeok vội vàng giải thích đó là trái tim. Có nghĩa là cô ấy muốn giao trái tim của mình cho anh. Nhưng Jisoo lại thấy rất khó hiểu tại sao cô phải giao tim của mình cho người khác. Jumeok lập tức bắn tim cho Dung Hiếu xem. Có nghĩa là thích anh đó. Dung Hiếu cảm thấy rất ngạc nhiên. Từ sau khi Seji thân thiết với Giang Ê liền suốt ngày đi chơi cùng họ. Thậm chí còn cùng nhau đi dạo phố. Nhưng tới tối, Seji lạc mất mọi người. Dung Hiếu sau khi biết chuyện liền vội vàng đi tìm cô. Khi cô cảm thấy rất tuyệt vọng thì đột nhiên nhìn thấy ánh nến ở phía xa. Hóa ra Dung Hiếu đang giơ nến thơm để cho cô dễ phát hiện ra anh. Cô từ từ đi về gần phía anh. Hai mắt đã sớm phát sáng. Cô lập tức cảm thấy anh luôn đem lại cảm giác an toàn cho mình. Trên đường hai người về nhà, Dung Hiếu cảm nhận được dường như Seji cũng có hào cảm với mình. Cộng thêm tư thế bắn tim hồi sáng, anh lập tức thẳng thắn với Seji, nói gia tộc đã sắp xếp cho anh liên hôn với gia tộc khác. Seji nghe xong liền khó chịu. Nếu anh đã muốn vạch rõ giới hạn thì anh có vợ chưa cưới hay không cũng chẳng liên quan gì tới cô. Hơn nữa ở Seoul cô cũng có hàng trăm người xếp hàng muốn làm bạn trai mình. Seji lập tức cảm thấy rất thất vọng về anh. Vẻ ngoài trông không hề giống lại người đó. Không ngờ anh lại dám chân đạp hai thuyền. Nếu mà để người khác đăng lên báo thì cô toi đời mất. Dung Hiếu vội vàng giải thích sẽ không có chuyện đó. Bởi vì vợ chưa cưới của anh đang đi du học. Trong thời gian ngắn sẽ không quay về. Cô tưởng anh chưa nghĩ tới việc đó sao? Anh cũng không phải người ngu. Nhưng một giây sau anh liền bị vả mặt bôn bốt. Hóa ra vợ chưa cưới của anh đang đứng ở trước cửa nhà anh. Lúc này Seji cũng đi tới. Cô nhìn phụ nữ trước mặt sau đó liền quay đầu lại nhìn Dung Hiếu đang im lặng. Là cô ấy phải không? Lúc này Dung Hiếu không còn gì để nói. Anh đúng là đồ ngốc. Bây giờ tôi phải làm sao đây? Chưa từng thấy cảnh tượng nào đáng sợ thế này. Vợ chưa cưới thật giả đụng độ lẫn nhau khiến bầu không khí trầm xuống. Dung Hiếu không thể ngờ rằng cô vợ sắp cưới vốn đang ở nước ngoài nay lại đột nhiên quay về. Seo Jan nhìn thấy Seji ở đó thì dường như đã hiểu ra chuyện gì. Cô nói rằng mình đến để lấy xe của cậu đi. Mong Dung Hiếu có thể đưa chìa khóa cho cô. Dung Hiếu thấy vậy vội vàng giải thích Seji chỉ là đồng đội tác chiến cùng mình. Vậy thì sau khi hoàn thành nhiệm vụ, hai người còn qua lại với nhau không? Sau khi nghe thấy câu trả lời của Dung Hiếu, Seji thất vọng quay sang nhìn anh. Seo Jan cũng đã để ý điều này. Seji vội vàng giải thích rằng hai người họ chỉ là tình đồng chí với nhau. Nói xong cô vội vàng rời đi. Ai ngờ lại bị Dung Hiếu kéo đến cửa nhà dặn dò cô đừng chạy linh tinh. Sau đó còn phải khóa cửa lại ở yên trong nhà. Seo Jan thấy Seji vào trong nhà Dung Hiếu thì vô cùng tức ghen tuông. Vừa xuống xe, Dung Hiếu đã bị cậu của Seo Jan kéo vào thang máy. Ông nói hai người đã lâu không gặp nhau. Cho nên Dung Hiếu mới vui vẻ đưa cháu gái mình về. Ông còn dặn Seo Jan cố giữ chặt lấy người đàn ông này. Nếu đổi lại là người khác 7 năm không gặp nhau thì đã sớm chia tay rồi chứ đừng nói tới chuyện đưa về nhà. Sau khi nghe xong câu này, cả hai đều cảm thấy nhột nhẹ. Mẹ Seo Jan rất hài lòng với đứa con rể tương lai này. Tối hôm đó, bốn người cùng ăn cơm với nhau. Mẹ Seo Jan đề cập tới chuyện kết hôn.
Thế nhưng Dung Hyuk chỉ nhìn chằm chằm vào đồng hồ. Lúc này Seji ở nhà cũng giả vờ đang đọc sách. Đúng lúc này một cơn gió vô tình thổi qua. Cô còn tưởng là Dung Hyuk đã quay về. Ai ngờ lại chỉ đổi lấy sự thất vọng. Sau đó Seji lại cầm sách lên tự khen bản thân mình đúng là quá có gu. Lúc này tiếng chuông cửa vang lên. Seji vội vàng chạy ra ngoài. Ai ngờ người tới lại là mấy bà hàng xóm. Hóa ra họ đã biết được tình cảnh của Seji nên tới đây giải sầu cùng cô. Tối hôm đó, họ cùng nhau uống rượu rồi trò chuyện vui vẻ. Hôm sau khi Dung Hyuk quay về, Seji đã bày sẵn một đường ranh giới trước cửa cảnh cáo anh không được bước qua. Như vậy thì hai bên sẽ không cãi nhau. Dung Hyuk thấy cô giận dỗi bèn giải thích rằng tối qua mình ra ngoài có việc. Anh muốn Seji tham gia cuộc thi điền kinh quốc tế. Như vậy thì cô có thể sang châu Âu. Seji nghe vậy thì vô cùng vui sướng. Cô vui vẻ nói rằng mình có thiên phú về thể thao nên chạy rất nhanh. Thế nhưng Dung Hyuk chỉ cho cô ngồi ghế dự bị chứ không trực tiếp tham gia thi đấu. Khi tới điểm tổ chức cuộc thi, cô có thể lên máy bay về nước. Thời gian là thứ năm tuần sau. Ai ngờ cuộc trò chuyện của họ đã bị Man Bút nghe được. Hôm sau anh ta báo có chuyện này cho Cheol Gang. Seji vì muốn có một tấm ảnh đẹp trên hộ chiếu nên đã cố tình đi làm tóc. Cô còn định mua quần áo đẹp. Ai ngờ bà chủ lại khinh thường nói không mua nổi này. Đây là lần đầu tiên Seji nếm trải nỗi khổ vì không có tiền. Cô đã đi tới tiệm cầm đồ rồi đưa chiếc đồng hồ bản giới hạn cho ông chủ. Anh ta cho lên cân rồi nói cái này quá nhẹ không bán được bao nhiêu. Seji lại chê anh ta không có mắt nhìn. Bởi vì trên thế giới chỉ có 5 chiếc đồng hồ như này. Nhưng ông chủ tính theo cân nặng của nó nên chỉ trả cho cô 20.000 won. Điều này khiến Seji nổi giận. Lúc này có người đưa chiếc thắt lưng ra. Không ngờ một chiếc thắt lưng còn đắt hơn đồng hồ bản giới hạn. Hóa ra cửa hàng này tính tiền theo cân chứ không quan tâm là bản giới hạn hay gì. Seji và bạn kỳ kèo mãi mới lên được giá 25.000 won. Cùng lúc đó, Cheol Gang vì muốn tìm hiểu thân phận của Seji nên đã bắt những người ở trung đội tới. Thế nhưng những chiến sĩ quật cường kiên quyết không khai. Cũng vì vậy mà họ bị đánh đập dã man. Đúng lúc này Dung Hyuk đi tới đưa cấp dưới của mình rời đi. Thấy bốn người họ bị đánh bầm dập, Seji cảm thấy rất áy náy liền nói sẽ tặng cho họ một món quà. Sau đó cô rút tay ra tặng cho mỗi người một trái tim nho nhỏ. Đúng là nực cười. Mọi người không hiểu cô đang làm gì. Cô tiểu thư này trước nay chưa từng ăn trứng gà nhưng lại biết bóc trứng rất điêu luyện. Seji còn chưa kịp ăn xong thì tàu hỏa đã đột ngột dừng lại vì sự cố mất điện. Khi nghe tin sự cố này gần 10 tiếng nữa mới khắc phục được, Seji cảm thấy vô cùng bất ngờ. Ít nhất cũng phải 10 tiếng. Đúng rồi mà. Hoặc có thể lâu hơn, khoảng 13 hoặc 16 tiếng. Ôi trời đất ơi! Vậy chúng ta biết làm gì ở đây hả? Không lâu sau, Seji phát hiện một nhóm người đang xông về phía đoàn tàu. Dung Hyuk giải thích đây đều là những con buôn nhỏ lẻ. Thường xuyên nhân lúc tàu hỏa dừng để chạy lại bán hàng cho khách. Tối hôm đó, họ nhóm lửa ngồi bên ngoài. Bởi vì trong tàu hay ngoài tàu đều lạnh như nhau, nhưng ngồi bên ngoài có thể đốt lửa sưởi ấm. Cô Thiên Kim tiểu thư Seji lần đầu được trải nghiệm cảm giác này. Nhưng sau đó cô lại thắc mắc sao người ta lại có chăn. Dung Hyuk nhìn theo liền lập tức hiểu ý ngay. Anh bèn đi mua cho cô một cái chăn. Sự quan tâm này khiến Seji rất vui vẻ. Ai ngờ sau đó cô lại thấy người khác ăn ngô và khoai nướng. Dung Hyuk chưa kịp ngồi ấm mông đã phải đứng dậy. Thế là anh lại đi mua ngô khoai cho cô ăn. Thậm chí còn cẩn thận tách vỏ sẵn. Seji nói rằng sau này anh sẽ trở thành một người chồng, một người cha tốt. Khoảnh khắc ấy, cô đã hoàn toàn rơi vào lưới tình. Đêm hôm đó, Dung Hyuk còn cởi quân phục ra đắp lên người cô. Sau đó còn để cô dựa vào vai mình. Vì không muốn đánh thức Seji, nên anh đã ngồi như vậy suốt cả đêm. Hôm sau hai người họ đã tới Bình Nhưỡng. Vì để làm hộ chiếu lên Seji đã đi chụp ảnh. Cùng lúc đó, người từng dính tin đồn yêu đương với cô cũng tới Bình Nhưỡng. Bởi vì anh ta đã lừa rất nhiều tiền của anh trai Seji nên mới tới đây trốn. Ai ngờ lại tình cờ gặp cô ở đây. Seji còn chưa kịp mở lời đã bị Sương Trung kéo đi. Khi cửa thang máy chuẩn bị đóng lại thì Dung Hyuk đã đuổi tới nơi. Thấy hai người họ nắm tay nhau, Dung Hyuk liền đi tới cho Sương Trung một bài học. Sương Trung đau đớn hét ầm lên, còn quay sang hỏi Seji đây là ai. Cô chỉ đành nói dối anh là vệ sĩ của mình. Sau đó bảo Dung Hyuk mau buông tay ra. Anh nhận ra quan hệ của hai người không bình thường chỉ đành cấu một cái lên vai Sương Trung. Lúc này, Sương Trung còn chưa nhận ra Seji gặp phải chuyện gì bèn hẹn cô 3 giờ gặp ở quán cà phê. Seji cũng gật đầu đồng ý. Sương Trung tưởng Dung Hyuk là vệ sĩ của cô thật. Trước khi đi còn đưa cho anh danh thiếp của mình. Dung Hyuk không thích cô gọi mình là vệ sĩ, còn nói mình không muốn bảo vệ Seji chút nào. Nhưng ngay sau đó anh lại đưa tay ra như một thói quen. Lúc nào anh cũng ở bên bảo vệ cô. Seji đã nhìn thấy điều ấy bèn bảo anh đây chính là công việc của vệ sĩ. Thời gian hẹn sắp tới mà Sương Trung lại bị truy sát. Sau đó còn bị đưa lên sân thượng. Hóa ra đây là sát thủ do Se-hyung gửi tới. Mục đích là vì muốn đòi lại số tiền bị mất. Vì để giữ mạng, anh ta đành nói ra tin tức Seji vẫn còn sống. Đồng thời hắn còn đưa ra một điều kiện. Nếu muốn biết Seji đang ở đâu thì phải giảm số tiền xuống một nửa. Lúc này Seji vẫn đang ngồi đợi Sương Trung tới. Dung Hyuk tò mò hỏi về mối quan hệ giữa cả hai. Seji giải thích rằng mình sinh ra trong một gia đình tài phiệt. Hai anh trai vì không muốn cô tranh giành gia sản nên đã bắt cô gả cho tên Sương Trung. Như vậy thì sẽ tống được cô ra nước ngoài.
nhưng Seji không cam tâm làm vậy. Ai ngờ mẹ Seo-jan đi qua tình cờ thấy hai người đang trò chuyện. Sau khi biết tin, Seo-jan cũng ngây người trực tiếp rời đi. Jung Hyuk vừa tới khách sạn đã bắt đầu lục soát. Ai ngờ lại thấy rất nhiều máy nghe lén được gắn ở đây. Điều này khiến Seji rất bất ngờ. Anh vừa định rời khỏi đây thì bị cô gọi lại. Cô vẫn lo lắng kế hoạch về nước không thuận lợi. Jung Hyuk chỉ khuyên cô hãy khiêm tốn lại, đồng thời chúc cô ngủ ngon rồi rời đi. Lúc này Seji lại nhớ ra tên Sương Trung. Nếu như hắn đã tới thì chắc chắn sẽ rời đi. Nếu có thể theo hắn về nước là cách tốt nhất. Jung Hyuk hỏi câu sau lại tin tưởng người đó tới vậy. Seji nói rằng đã gặp được ở đây thì không phải là mối duyên bình thường nữa. Jung Hyuk nghe cô nói vậy thì rất không hài lòng. Anh hét lên vào mặt cô rằng, cô từ trên trời rơi xuống bị tôi bắt được. Sau đó trên đường chạy trốn lại bị chạm mặt tôi. Chuyện này nên giải thích thế nào? Seji lại nói đó chỉ là ngẫu nhiên. Nhưng Jung Hyuk lại không nghĩ như thế. Anh cho rằng cuộc gặp gỡ vừa rồi mới là trùng hợp. Sở dĩ Jung Hyuk kích động như vậy là vì muốn chứng minh duyên trời tác hợp và ngẫu nhiên gặp lại. Ai ngờ Seji lại nói hai ta là được trời cao tác thành. Hơn nữa còn là mối duyên vượt biên giới. Lần này Jung Hyuk lại chối đầy đẩy. Anh vừa bước ra ngoài thì gặp được Seo-jan. Sau đó Seji cũng bước ra từ căn phòng ấy. Bầu không khí trở nên ngại ngùng. Vì không muốn Seo-jan hiểu lầm, Seji giải thích rằng hai người họ ở hai phòng khác nhau. Nhưng Seo-jan không thèm nghe lời cô nói. Sau khi về phòng Jung Hyuk, Seo-jan nói với anh rằng hôm nay cha mẹ hai bên sẽ gặp mặt. Mong anh có thể tới đúng giờ. Nói xong cô liền lập tức rời đi. Tối hôm đó, khi cha mẹ hai bên gặp nhau đã quyết định tổ chức lễ cưới vào cuối tháng sau, Jung Hyuk nghe vậy cũng không phản đối. Khi Seo-jan vào nhà vệ sinh lại tình cờ gặp được Seji. Vì muốn cô thấy khó mà lui, Seo-jan đã chủ động nói chuyện của mình và Jung Hyuk cho Seji nghe. Seji nghe xong vô cùng bất ngờ nhưng vẫn gượng cười chúc phúc cho họ. Còn nói rằng mình không thể tới tham dự đám cưới. Seo-jan nói rằng sự biến mất của cô chính là niềm vui lớn đối với tôi. Khi Sương Trung tới gặp Seji đã cố ý mở điện thoại cho Se-hyung nghe thấy. Anh ta dặn Se-hyung nghĩ cách khiến Seji không thể về nước được. Sau đó anh ta tới tìm Cheo-gang rồi lấy tấm ảnh của Seji ra. Cheo-gang vừa nhìn đã nhận ra đây là vợ chưa cưới của Jung Hyuk. Thậm chí anh ta còn nghi ngờ thân phận của cô. Sương Trung còn tình nguyện bỏ tiền để anh ta ngăn không cho cô về nước. Điều này như một mũi tên trúng hai đích. Cheo-gang không chỉ giải quyết được nỗi lo mà còn lấy được tiền. Anh ta sau màn bút để ý hành động của Seji. Vài ngày sau, màn bút lại nghe được tin mới vội vàng gọi điện báo cho Cheo-gang. Lúc này Seji đang đi về phía sân bay không hề hay biết nguy hiểm đang cận kề. Một chiếc xe tải lớn lao băng băng về phía chiếc xe trước mặt. Mục tiêu của họ chính là cô tiểu thư giàu có ngồi bên trong. Thấy chiếc xe sắp đuổi tới nơi, Quan Bi-an bèn vội vàng bẻ lái tránh được. Nhưng chiếc xe tải vẫn bám theo họ. Seji ngồi trong xe thấy rất hoảng sợ. Đúng lúc này, một chiếc xe tải khác từ đằng trước lao tới. Seji cảm thấy rất tuyệt vọng. Trong lúc nguy hiểm, một chiếc xe mô tô đi bên cạnh liên tục bắn về phía lốp xe tải. Quan Bi-an nhanh trí tránh được chiếc xe đó. Người ngồi trong chiếc xe tải liên tục bắn về phía chiếc mô tô. Hai bên bắn nhau dữ dội. Ai ngờ đúng lúc này người đi mô tô đột nhiên ngã xuống. Sau đó chiếc xe tải lại tiếp tục đuổi theo mục tiêu ban đầu. Nó trực tiếp chặn đường chiếc xe chở Seji lại. Hai người còn chưa kịp bình tĩnh thì chiếc xe đằng trước đã lao băng băng về phía họ. Lúc này Seji lại không tháo được đai an toàn. Đúng lúc đó Jung Hyuk đã lái mô tô đuổi tới khiến cô lắt cả mắt. Anh lái tới chiếc xe tải rồi nhảy xuống cho chiếc xe máy lao vào gầm. Nhờ có chiếc mô tô cản trở mà tốc độ chiếc xe tải đã chậm lại. Sau đó anh rút súng ra liên tục bắn về phía túi thuốc nổ trên chiếc xe mô tô. Từ đó khiến chiếc xe bốc cháy dữ dội. Seji lo lắng chạy tới chỗ Jung Hyuk hỏi anh có bị thương không. Khi hai người buông lỏng cảnh giác thì tên tài xế lái xe đã loạng choạng đi xuống chĩa súng về phía Seji. Jung Hyuk thấy vậy bèn chắn trước mặt cô. Quan Bi-an đứng sau lập tức nổ súng. Ai ngờ cũng bị hắn ta bắn vào chân. Jung Hyuk dùng chút hơi tàn cuối cùng để bắn bỏ tên kia. Sau đó anh đã ngất đi. Lúc này Seji vô cùng sợ hãi. Quan Bi-an bảo cô mau đi ngay. Nếu không sẽ không kịp lên máy bay. Vì Jung Hyuk mà Seji đã từ bỏ cơ hội về nước. Cô lái xe chở anh tới bệnh viện. Bởi vì anh trúng đạn vào vai dẫn tới mất máu nghiêm trọng. Nếu như tim ngừng đập sẽ càng nguy hiểm hơn. Nhưng lúc này bệnh viện đã hết máu dự trữ. Trùng hợp là Seji cũng có nhóm máu O có thể truyền máu cho bất kỳ ai. Cuối cùng Jung Hyuk đã được cứu sống. Seji đã ngồi bên anh suốt cả đêm. Ai ngờ khi Jung Hyuk tỉnh lại thì lại đẩy cô ra. Anh rất tức giận vì Seji không rời khỏi đây. Seji nói rằng khi đó mình không nỡ rời đi. Jung Hyuk nói rằng vì để đưa cô về mà họ đã hy sinh rất nhiều. Cô làm vậy khiến công sức của họ toàn bộ đều bị lãng phí. Rốt cuộc cô muốn thế nào? Còn muốn rước thêm bao nhiêu phiền phức thì mới vừa lòng. Lời nói của anh đã khiến Seji tủi thân. Cô bèn nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh. Lúc này bác sĩ đi vào khen hai người họ rất xứng đôi. Cho tới nhóm máu cũng tương đồng. Nếu như không có Seji truyền máu thì đã xảy ra chuyện lớn rồi. Lúc này Seji cũng muốn bỏ đi, nhưng cô không biết nên đi đâu. Cô vừa quay đầu lại đã thấy Jung Hyuk đứng ngay sau mình. Seji bảo anh nhanh chóng quay về nghỉ ngơi. Jung Hyuk thành khẩn xin lỗi cô vì chuyện ban nãy. Seji bảo với anh rằng anh còn sống đã là may mắn lớn nhất rồi. Jung Hyuk cũng hiểu cô rất muốn rời khỏi đây.
nhưng cô cũng muốn bảo vệ cho anh một lần. Anh đừng nhìn em bằng ánh mắt khát vọng như vậy. Em hiểu nhầm rồi. Anh đang nhìn em rất bình thường, không phải, vừa rồi trong mắt anh ngập tràn sự khát khao. Nhìn mà xem, anh lại nhìn em như thế nữa rồi. Seji còn chưa kịp bình tĩnh lại thì Dung Hyuk đã đặt lên môi cô một nụ hôn. Hôm sau khi y tá tới đo nhiệt độ thì phát hiện mặt Dung Hyuk đỏ rực lên. Thế nhưng anh lại không hề phát sốt. Cô hỏi anh có phải đã thấy thứ gì không nên thấy không? Bởi vì tờ mờ sáng nay có người đứng hôn nhau trước cửa bệnh viện. Seji nghe vậy cũng nhột nhẹ. Lúc này huyết áp của Dung Hyuk đột nhiên tăng cao. Y tá vội vàng chạy đi báo bác sĩ. Bầu không khí giữa cả hai bỗng chốc trở nên căng thẳng. Sau khi gấp quần áo xong, Seji bỏ lại quần áo ở đó rồi rời đi. Dung Hyuk quay lại thì thấy một trái tim nhỏ trên bộ quân phục của mình. Điều này khiến anh thấy rất vui. Seji vừa ra tới cửa đã gặp đồng đội của Dung Hyuk tới thăm. Khi quay về phòng bệnh thì anh đã giả vờ ngủ. Jisoo cười chê anh bình thường võ công cao cường lắm mà cũng để bị trúng đạn. Chắc là mất mặt lắm. Seji vội vàng giải thích là vì cứu mình nên anh mới bị thương. Jisoo lại nói rằng khả năng tránh được là rất lớn. Seji không muốn nghe họ nói nữa bèn đuổi tất cả đi. Hóa ra cô đã biết Dung Hyuk giả vờ ngủ từ lâu. Cô hỏi anh có phải vì không tránh được đạn không? Dung Hyuk nói rằng mình cố ý không tránh. Bởi vì nếu như tránh thì người trúng đạn sẽ là cô. Điều này khiến cô rất cảm động. Tối hôm đó, Seji định trải chăn xuống đất ngủ. Dung Hyuk sợ cô bị lạnh nên bảo cô lên giường để mình xuống đất cho. Seji lo lắng cho vết thương của anh nên kiên quyết không cho anh xuống. Cuối cùng hai người họ chỉ đành chen chúc trên chiếc giường đơn nhỏ. Hôm sau Seji đã liên lạc với Sương Trung. Anh ta không muốn nói qua điện thoại mà muốn tới nói chuyện trực tiếp với cô. Seji vừa ra khỏi bốt điện thoại đã thấy một đội quân đi tới. Cô vội vàng trốn đi. Nhưng cô không ngờ rằng đó chính là người của Treo Gang dẫn tới để bắt Dung Hyuk đi. Treo Gang luôn muốn bắt Dung Hyuk đi. Nhưng ông ta không hề biết bối cảnh của anh mạnh tới mức nào. Ông ta ném đơn đăng ký lấy vũ khí vào người anh. Bên trên có chữ ký của Dung Hyuk. Súng tiểu liên 9mm. Còn cả súng phóng lựu. Cậu muốn đi đâu đánh nhau vậy? Treo Gang vu oan cho Dung Hyuk vì bảo vệ gián điệp của Hàn Quốc mà nổ súng về phía quân đội nước mình. Dung Hyuk lại phản bác anh làm vậy là để bảo vệ vợ chưa cưới của mình. Nên mới nổ súng về phía người cố ý muốn gây ra tai nạn. Nhưng Treo Gang kiên quyết muốn nhân cơ hội này để định tội anh. Sau đó liền ra lệnh cho thuộc hạ bắt Dung Hyuk về. Không ngờ cục trưởng tổng cục chính trị lại tới đây. Người này chính là bố của Dung Hyuk. Seji tới đây để hỏi thăm tình hình lại vô tình nhìn thấy Seo Danl cũng tới bệnh viện. Cô vội vàng đẩy một người bệnh khác rồi bỏ trốn. Ông Chung Jae-eol không hiểu tại sao người của quân đội lại muốn bắt con trai mình đi. Vì vậy đã mắng cho Dung Hyuk một trận. Đúng lúc này Seo Jan và mẹ của cô ấy đi vào phòng. Để tránh sau này xảy ra những chuyện tương tự, mẹ của Seo Jan đã khuyên anh hãy đổi nghề. Trong nhà có mình bà làm quá phụ là đủ rồi. Không thể để Dung Hyuk gặp phải chuyện gì nữa đâu. Seo Jan cũng không nghe nổi nữa. Lập tức chặn miệng mẹ mình lại. Dung Hyuk nói với mọi người phẫu thuật rất thuận lợi. Anh rất nhanh sẽ khôi phục lại thôi. Lúc này Seo Jan nhìn thấy trái tim trên quân phục của Dung Hyuk. Cô lập tức hiểu ra mọi chuyện. Sau khi bố mẹ hai bên rời đi cô liền hỏi có phải người phụ nữ đó đang chăm sóc cho anh không. Dung Hyuk cũng nói thẳng với cô. Đúng là anh đã yêu Seji. Lúc trước anh đã nghĩ rằng cho dù anh không thích Seo Jan thì cũng có thể kết hôn với cô. Nhưng bây giờ anh thật sự không thể làm được chuyện đã có người trong lòng mà còn kết hôn với cô được. Seo Jan lại nói rằng là vì Seji sắp rời đi. Anh sợ không được nhìn thấy cô ấy nữa nên anh mới cảm thấy kích động và khó chịu. Anh hiểu lầm thứ đó là tình yêu. Dù sao thì hôn sự của chúng ta cũng sẽ không có bất cứ thay đổi nào. Nếu anh đã thích cô ấy như vậy thì cứ thích đi. Đợi cô ấy rời đi thì cảm giác đó sẽ biến mất thôi. Nói xong liền quay người rời đi. Còn Seji lúc này đã được Sương Trung đón đi. Hai người tới nơi ở của Sương Trung. Seji vội vàng hỏi anh đã báo tin của cô cho bố cô chưa. Để ổn định cảm xúc của cô, Sương Trung đành phải nói dối là anh đã chuyển lời cho người nhà của cô. Khi nghe tin cô vẫn còn sống họ đều rất vui vẻ. Chỉ vì không có cô mà cuộc họp đại cổ đông đã bị kéo dài. Nhưng sự thật lại không phải như vậy. Trong cuộc họp cổ đông, bố của Seji đã tuyên bố cái mất của cô ngay trước mặt mọi người. Mọi người ở dưới đều rất ngạc nhiên. Seo Jan vì muốn nhanh chóng kết hôn với Dung Hyuk nên đã cùng mẹ đi chọn váy cưới. Bà chủ đặc biệt lấy tạp chí thời trang đang hot ở Hàn Quốc. Seo Jan cũng nhìn thấy ảnh của Seji ở trên đó. Hóa ra đây chính là công ty thời trang do Seji sáng lập ra. Bên trên cũng viết rõ ràng về cái mất của cô. Seo Jan thấy vậy liền hoang mang rời đi. Lúc này Dung Hyuk cũng phát hiện Seji đã mất tích. Thông qua camera giám sát anh đã nhìn thấy bóng dáng của Sương Trung. Sau khi điều tra biển số xe mới biết chiếc xe đó là của phòng tiếp đón. Dung Hyuk cũng lấy được vị trí cụ thể của anh ta từ chỗ lãnh đạo phòng tiếp đón. Sau đó anh bất chấp cơ thể đang bị thương để đi tìm Seji. Không ngờ lại bị Seo Jan tức giận xông tới đây. Cô trực tiếp nói thân phận của Seji ra. Còn hỏi anh tại sao cô ấy lại xuất hiện ở đây. Dung Hyuk đành phải giải thích đây là một hiểu lầm sau này là ngẫu nhiên. Anh giúp cô gái đó trốn, có thể sẽ khiến anh mất đi mọi thứ. Thậm chí còn hại chết anh. Như vậy anh vẫn còn thích cô ấy sao? Dung Hyuk nói làm gì có ai muốn chết. Nhưng anh cũng không còn cách nào. Anh nói vậy là có ý gì? Tôi không thể bảo vệ được người mình yêu nhất trên cuộc đời này.
cuối cùng đã mất đi anh ấy. Hóa ra người anh trai vô cùng yêu thương anh đã qua đời trong một sự cố có âm mưu. Từ đó anh luôn cảm thấy rất tự trách. Chết rồi cũng tốt, vậy sao? Tôi phải bảo vệ cho cô ấy có thể về nhà an toàn. Cho dù trong quá trình đó xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì, tôi cũng không còn cách nào khác. Nếu anh đã không để ý gì hết mà chỉ muốn bảo vệ người phụ nữ đó, thì em cũng tình nguyện làm bất cứ việc gì để bảo vệ chồng chưa cưới của em. Em không thể trơ mắt nhìn anh tự tìm đường chết được. Dung Hi-úc vừa muốn rời đi thì Seo Jan lại cảnh cáo anh, đừng làm những chuyện khiến anh phải hối hận. Sau đó Dung Hi-úc liền đi vào trong rừng để tìm kiếm Se-ji. Lúc này Se-ji đang hỏi Sương Trung, rốt cuộc phải dùng cách gì mới có thể về nước được. Sương Trung tự tin hứa hẹn với cô rằng anh sẽ không dùng cách nguy hiểm tới cô đâu. Hơn nữa cô còn có thể ngồi khoang thương gia thoải mái để về nhà. Hóa ra Sương Trung có hộ chiếu nước Anh. Chỉ cần Se-ji đồng ý kết hôn với anh, sau đó lại nhờ đại sứ quán làm hộ chiếu mới. Như vậy là cô có thể về Hàn với thân phận vợ của anh. Anh còn chuẩn bị rất nhiều tài liệu liên quan. Chỉ chờ Se-ji gật đầu nữa thôi. Sau đó Se-ji ngồi trong phòng xem những tài liệu đó. Lúc này Sương Trung nói với cô đêm nay là đêm Giáng sinh. Anh muốn ăn bữa tối với cô. Se-ji đứng dậy nhìn tuyết rơi bên ngoài. Cô lại càng nhớ quê hương của mình hơn. Sau khi hai người ngồi vào bàn, Sương Trung lại nhắc lại chuyện kết hôn lần nữa. Mặc dù chỉ là hình thức trên giấy tờ, nhưng những gì nên có thì cũng không thể thiếu được. Bắt buộc phải có nhẫn kết hôn. Se-ji hy vọng mối nhân duyên bị cắt đứt từ 7 năm trước của họ có thể đến với nhau một lần nữa. Sau đó anh liền đứng dậy tới bên cạnh Se-ji rồi đeo nhẫn lên cho cô. Se-ji vẫn còn đang ngơ ngác. Lúc này Dung Hi-úc cũng đã xuyên qua rừng cây tới được nơi ở của Sương Trung. Anh cẩn thận lại gần căn nhà. Sau đó mở hộp nguồn điện ra, dứt khoát tắt công tắc đi. Căn nhà lập tức trở nên tối om. Hai người vẫn không biết đã có chuyện gì. Dung Hi-úc ở bên ngoài thì đang đánh nhau với nhân viên bảo vệ. Đột nhiên Se-ji nhìn thấy Dung Hi-úc ở bên ngoài. Cô vô cùng ngạc nhiên. Anh không ở bệnh viện mà còn chạy tới đây làm gì? Thấy Dung Hi-úc bị bảo vệ đánh ngã, cô không hề do dự muốn chạy ra ngoài, nhưng lại bị Sương Trung cản lại. Anh nói nếu Se-ji ở bên Dung Hi-úc thì chỉ đem lại phiền toái cho anh ta mà thôi. Cho dù cô có thể bình an quay về nước, chẳng lẽ Dung Hi-úc cũng sẽ được vậy hay sao? Bây giờ ngay cả Seo Jan cũng đã biết thân phận của cô. Nếu như lại phát hiện Dung Hi-úc vẫn bảo vệ cô thì cô ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Tới lúc đó cô ấy sẽ vạch trần mọi thứ. Vậy thì Dung Hi-úc sẽ hẹp ở đây. Chỉ cần cô nhắm mắt lại cố nhịn cho qua chuyện này là được. Tất cả sẽ quay về như ban đầu. Nghe thấy lời này, Se-ji cũng đã có quyết định. Cô ra bên ngoài cố ý kích thích Dung Hi-úc. Còn chỉ trích anh vì sao lại tới đây. Dung Hi-úc nói mình tới đón cô. Anh cảm thấy em có thể đang đợi anh. Se-ji cô nén nước mắt nói mình không hề đợi anh. Hơn nữa bây giờ cô cũng đã đồng ý với lời cầu hôn của Sương Trung rồi. Lúc này Dung Hi-úc cũng nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay Se-ji. Se-ji bảo anh đừng ngăn cản mình nữa. Cô chỉ muốn mau chóng rời khỏi đây. Bây giờ anh chạy tới tìm cô khiến cô cảm thấy rất khó chịu và phiền phức. Dung Hi-úc tiến lên phía trước hỏi em đang nói thật sao? Tôi đang nói thật. Anh hiểu rồi. Vì vậy đừng khóc nữa. Cuối cùng Dung Hi-úc đã tôn trọng lựa chọn của Se-ji. Sau đó một mình rời đi trong đêm tuyết. Lúc này Se-ji cũng không thể kiềm chế được cơn đau đớn trong lòng. Sau đó cô lại bắt đầu lo lắng cho Dung Hi-úc. Trời lạnh như vậy lỡ như anh ngất bên đường thì phải làm sao? Sau một hồi do dự, cô vẫn quyết định lái xe đuổi theo. Tuyết rơi càng ngày càng lớn. Cuối cùng Se-ji cũng nhìn thấy Dung Hi-úc. Cô vội vàng xuống xe chạy về phía anh. Dung Hi-úc liền ôm cô vào lòng. Không bao giờ muốn để cô rời đi nữa. Người đàn ông này luôn thích nghe lén tin tức của người khác, nên đã bị đánh một trận. Anh ta đang quỳ dưới đất cầu xin đối phương tha cho mình. Không ngờ đối phương lại giúp một con dao ra. Vấn đề xuất hiện ở tai của mày. Chỉ cần mày không còn tai thì không thể nghe thấy nữa rồi. Man Bút sợ tới mức run rẩy. Đúng lúc này, đối phương đã bị một bàn chân đạp ra. Người này chính là anh trai của Dung Hi-úc, tên là Mu Hi-úc. Vài binh lính nhìn thấy cấp trên tới đây sợ tới mức vội vàng bỏ chạy. Mu Hi-úc duỗi tay đỡ Man Bút dậy. Điều này khiến anh cảm thấy lần đầu tiên được tôn trọng. Mà nguyên nhân cái chết của Mu Hi-úc chính là do anh đã cung cấp tình báo. Từ đó về sau anh luôn sống trong ân hận và tự trách. Nửa đêm thường không ngủ được phải ra ngoài uống rượu. Cuối cùng anh thẳng thắn với người vợ đã sống cùng mình bao nhiêu năm. Anh nói anh trai của Dung Hi-úc đã bị mình hại chết. Vợ anh cũng sững sờ. Anh không biết phải đối mặt với Dung Hi-úc thế nào. Nếu như hại chết người tình nguyện tôn trọng anh, mà lại đi làm việc cho những người khinh thường mình. Vậy thì cuộc đời của anh quá bi thảm rồi. Nhờ có sự khuyên nhủ của vợ, cuối cùng anh đã quyết định thay đổi. Hôm sau khi anh nghe lén tin tức của Se-ji một lần nữa, phát hiện hai người đã bình an quay về nhà. Lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên. Hóa ra là Cheo Gang muốn nghe ngóng xem Dung Hi-úc và Se-ji đã về chưa. Anh đành phải báo tin sai. Lúc này Dung Hi-úc và Se-ji cũng đã về tới nhà. Các bà cô lại gọi Se-ji tới nhà. Sau đó ân cần hỏi han cô. Se-ji vì muốn cảm ơn họ đã giúp đỡ mình nên cô muốn tặng quà cho mọi người. Nhưng bà Ok Diêm lại nói cô là người nghèo nhất trong số họ. Se-ji lập tức giơ chiếc nhẫn trên tay mình ra. Sau đó họ đi tới tiệm cầm đồ. Ông chủ cầm kính lúp nhìn thật kỹ. Cộng thêm có phu nhân đại tá bảo đảm. Ông lập tức muốn mua nó.
Ông chủ còn chưa kịp mở miệng thì Seji đã nói từ 5 triệu won đổ đi. Mọi người nghe xong cũng hoảng sợ. Cô nói bao nhiêu cơ? 5 triệu 100 nghìn. Cái gì? Ông chủ sắp tức điên. Dứt khoát đổ hết số tiền mình có ra. Đếm lại mới được 140 nghìn won. Seji lập tức nói có thể bán rẻ hơn một chút. Nhưng ông chủ lại không muốn mua nữa. Lúc này bà Ua Súc nói bên tai ông ấy cái gì đó. Ông chủ nghe xong liền há hốc mồm. Sau đó bà đề nghị dùng nhẫn kim cương để đổi lấy đồ trong tiệm của ông. Seji lập tức nhìn trúng một chiếc đồng hồ nam. Sau khi giao dịch xong, cả đám người cầm món của mình đổi được vui vẻ đi trên đường phố. Seji vui vẻ ôm hộp quà có chứa đồng hồ trong tay. Cô tò mò không biết lúc nãy bà Ua Súc đã nói gì với ông chủ. Hóa ra bà ấy nói như vậy. Cô ấy vừa bị đàn ông đá nên tinh thần không được ổn định lắm. Ông mua rồi cứ để đó, cô ấy nhất định sẽ tới đây chuộc lại. Seji cười nói chiêu này đúng là quá cao siêu. Khi cô cầm món quà quay về nhà lại bị hai người đàn ông chặn lại, còn rút súng ra để đe dọa cô. Seji lập tức hoảng sợ. Sau đó cô liền bị bắt đi. Món quà trong tay cũng bị rơi xuống đất. Seji bị bọn chúng đưa lên xe, còn lấy điện thoại ra bắt cô phải gọi điện cho Dung Hi-úc. Dung Hi-úc sau khi về tới nhà liền nhìn thấy cây thông do Seji chuẩn bị. Anh vô cùng vui sướng, nhưng vừa ra ngoài cửa liền nhận được điện thoại của Seji. Cô nói rằng mình sắp phải rời khỏi đây với Sương Trung, nhưng Hi-úc hy vọng có thể chào tạm biệt cô. Cho dù bao xa anh cũng chạy tới được. Seji bảo anh đừng cố chấp như vậy, hy vọng anh hãy sống thật tốt. Lúc này tên cầm đầu bảo cô bỏ điện thoại xuống. Cuối cùng Seji tỏ tình với anh. Em yêu anh. Sau đó liền có tiếng súng vang lên. Dung Hi-úc lập tức sững sờ. Seji lúc này vô cùng hoảng sợ. Cô không biết mình đang bị đưa đi đâu. Dung Hi-úc vừa về tới nhà liền bị hàng xóm chặn lại, nói rằng người của quân đội đang rà soát nhà của anh đó. Anh đi vào sân thì phát hiện khung cảnh vô cùng hỗn loạn. Ngay cả cây cà chua Seji trồng tặng anh cũng bị đạp nát. Khi anh bị nhặt nó lên thì Cheol Gang đã đưa người từ trong nhà ra ngoài. Sau đó liền chất vấn tung tích của Seji. Bởi vì ông ta đã điều tra ra được cô không phải thành viên của đơn vị 11. Chỉ dựa vào chứng cứ này cũng đủ để anh và cả gia tộc bị hủy diệt rồi. Ông ta nói thế mạnh của mình là ép người khác phải nói ra sự thật. Chỉ cần đánh tới thừa sống thiếu chết là được. Dung Hi-úc nghe xong liền nổi giận. Lập tức túm lấy của hắn ta rồi đấm một cú. Khi anh chuẩn bị ra tay lần nữa thì lại mấy ninh lính phía sau can thiệp. Sau đó liền đánh anh ngã xuống đất. Đám binh lính này không hề lưu tình với anh. Lúc này Cheol Gang đắc ý vì mình đã chiến thắng. Sau đó liền bảo cấp dưới đưa anh đi. Cuối cùng anh đã bị nhốt lại. Lúc này Seji cũng đang bị nhốt trong một căn phòng. Cho dù cô la hét thế nào cũng không có ai trả lời. Hơn nữa còn có camera giám sát cả ngày. Điều khiến Seo Gian không ngờ tới là lần đầu tiên Dung Hi-úc hẹn cô gặp mặt lại tòa nhà trong tình huống này. Hơn nữa còn là để nghe ngóng tung tích của Seji. Cô vô cùng tức giận. Một người đàn ông chuẩn bị kết hôn mà vẫn còn lo lắng cho an nguy của người phụ nữ khác. Bây giờ như này cũng tốt. Trước khi kết hôn thì anh cứ ngoan ngoãn ở trong này đi. Tới ngày kết hôn thì anh sẽ được thả ra ngoài. Lúc này Dung Hi-úc cũng đoán được Seo Gian đã tìm bố anh giúp đỡ. Nghe thấy Dung Hi-úc lo lắng cho an nguy của Seji như vậy, cô đành nói mình đã lấy mạng cô ấy rồi. Sau này anh sẽ không được thấy cô ấy nữa. Sau đó còn khuyên anh hãy từ bỏ đi. Trước khi đi, Dung Hi-úc bảo Seo Gian chuyển lời cho bố mình. Nếu ông dám động vào một sợi tóc của Seji, thì ông sẽ mất đi cậu con trai còn lại. Khoảnh khắc này Seo Gian vừa tức giận vừa thất vọng. Dung Hi-úc vì muốn mau chóng ra ngoài, liền bảo cấp dưới của mình lan truyền tin tức về gia thế của mình. Khi nghe anh nói anh là con trai của cục trưởng tổng cục chính trị, Chi-su lập tức bật cười. Dung Hi-úc hy vọng lan truyền tin tức này ra để có thể tìm được cách. Vì vậy anh cần sự giúp đỡ của mọi người. Nhưng Chi-su lại cảm thấy hình như anh đã bị thương ở não. Lời này đã bị Dung Hi-úc ở phía sau nghe thấy. Anh nói đây đều là sự thật. Sau đó họ đã làm theo lời dặn của Dung Hi-úc, đi tới nhà vệ sinh để tám chuyện về tin tức này. Quả nhiên sau khi họ rời đi đã có rất nhiều người nghe được tin tức này. Tất cả mọi người đều tin tưởng vào lời của Dung Hi-úc. Duy chỉ có Chi-su ngứa đòn là vẫn còn nghi ngờ. Lời nói dối trắng trợn này chắc chỉ có họ mới tin tưởng được mất. Quả nhiên sau khi tin tức được truyền ra, không tới nửa ngày thì người dân toàn thôn đã biết về chuyện này. Bà Giang Ê sau khi về nhà liền hỏi chồng mình về chuyện của Dung Hi-úc. Đại tá nói những người trẻ tuổi gần đây đều không coi ai ra gì. Làm sao cậu ta có thể đánh cấp trên của mình được chứ? Chắc chắn là cậu ta sẽ khó mà ra ngoài được. Vậy anh có biết tại sao cậu ấy lại không coi ai ra gì không? Đại tá bảo bà đừng vòng vo nữa. Giang Ê hỏi ông đã từng gặp cục trưởng tổng cục chính trị bao giờ chưa? Làm sao tôi có thể gặp được người cấp cao như vậy chứ? Sao? Có cửa nào à? Tất nhiên là có rồi, nhưng lại bị ai đó phá đám mất rồi. Là ai? Tên điên nào vậy? Anh đó, bà làm gì vậy? Dung Hi-úc chính là cửa sau của nhà cục trưởng tổng cục chính trị đó. Gì cơ? Sao lại như thế được? Cậu ấy là con trai của ông ấy đó. Dung Hi-úc là con trai của cục trưởng đó. Gì cơ? Giang Ê vô cùng tức giận trước ông chồng kém cỏi của mình. Lúc trước bà đã dặn ông phải chăm sóc tốt cho Dung Hi-úc rồi. Lúc này căn phòng đen tối của Seji bỗng dừng được mở ra. Hai binh lính kéo cô đi ra ngoài. Seji bị đưa tới trước mặt bố của Dung Hi-úc. Cô nghĩ rằng đây là bố của Seo Gian. Trông ông ấy giống hệt với Seo Gian, nhất là ánh mắt lườm người khác.
đúng là từ một khuôn mà ra. Seji nói mình có thể hiểu được việc ông bắt cóc mình. Dù sao cô cũng đã cản trở tương lai của con gái ông, ảnh hưởng tới tình cảm của hai người họ. Cục trưởng hỏi cô tại sao lại bám lấy Dung Hiếu không chịu đi. Ông nói như vậy là không đúng rồi. Cô bị lốc xoáy cuốn tới đây mà. Cô cũng là người bị hại thôi. Nếu đã vậy thì Seji đành phải nói thật cho ông. Tôi là tiểu thư nhà giàu đến từ Hàn Quốc. Cô còn có một công ty thời trang với quy mô rất lớn. Nếu vậy thì cô còn có thể có mục đích gì nữa? Cô còn phải cố ý chạy tới đây để chịu khổ sao? Là một tiểu thư nhà giàu, việc đau đầu nhất mỗi ngày của cô là nghĩ cách để tiêu hết tiền. Và nghĩ xem có thể tiêu hết tiền trước khi xuống mồ được hay không. Mà Dung Hữu cũng vì quá tốt bụng nên mới giúp đỡ cô. Cục trưởng nói quan hệ của hai người chỉ có vậy thôi sao? Seji đành phải nói thật rằng mình rất thích Dung Hữu. Cô cũng không biết mình thích từ lúc nào. Nhưng ông cũng không cần lo lắng. Bây giờ cô cũng sắp về nước rồi. Sau đó Seji gọi ông một tiếng bác trai. Nhờ ông hãy giúp mình. Nếu bác đã có thể bắt cóc cháu vừa nhìn là biết có quyền thế rất lớn. Dung Hữu chỉ là một đại úy nhỏ nhoi. Đúng là không có quyền lực gì. Cục trưởng nghe vậy thì tức tới nỗi không nói nên lời. Seji nói chỉ cần ông đồng ý giúp cô thì sau khi về nước cô nhất định sẽ trả thù lao hậu hĩnh cho ông. Sau đó hai người đấu mắt nhau một hồi. Bác trai ơi, bác trai. Thật là một cô gái ngu xuẩn. Cuối cùng Seji lại bị nhốt lại. Mẹ của Dung Hữu thấy cô không ăn không uống. Vừa nãy bà lại nghe thấy cuộc trò chuyện của cô với cục trưởng. Cảm thấy Seji rất thích Dung Hữu. Vì vậy đã đưa cô tới phòng ngủ. Seji nhìn thấy giá sách liền có cảm giác rất quen thuộc. Phong cách này giống y hệt với phong cách của Dung Hữu. Nghĩ tới đây cô lập tức đoán ra người phụ nữ đứng trước mặt mình là mẹ của Dung Hiếu. Ngủ ở phòng của Dung Hiếu khiến cô khó mà ngủ nổi. Cô đứng dậy lật xem album ảnh hồi nhỏ của Dung Hiếu. Không ngừng khen sao lại có người đẹp trai từ nhỏ như vậy. Hơn nữa còn khen chữ của anh rất đáng yêu. Hôm sau mẹ của Dung Hiếu còn nấu cho cô một bát mì. Sau khi Seji nếm thử liền khen Dung Hiếu đã kế thừa tài nấu nướng của mẹ. Chẳng lẽ Dung Hiếu đã nấu mì cho cháu ăn sao? Anh không những nấu mì cho cô ăn mà còn pha cà phê cho cô uống nữa. Anh ấy ấm áp giống như mẹ của anh vậy. Từ sau khi chuyện đó xảy ra, Dung Đi Úc đã không cho bất cứ ai ở bên cạnh mình nữa. Hơn nữa lúc nào cũng lạnh nhạt. Nhưng bây giờ Seji lại nói anh rất ấm áp. Đúng là tốt quá rồi. Dường như mẹ Dung Hiếu đã chấp nhận cô con dâu này. Lúc này Dung Hiếu cũng được đại tá dùng quan hệ để thả ra. Sau khi ra ngoài anh liền lái xe thẳng tới nhà của bố mẹ. Vừa vào nhà liền tức giận chất vấn bố Seji đang ở đâu. Bố anh liền trách anh không thèm quan tâm tới tương lai của mình. Dung Hiếu nói anh quan tâm Seji nên mới làm như vậy. Anh không muốn sau này nghĩ lại sẽ phải hối hận. Nếu như anh nhanh hơn chút thì có lẽ lúc đấy anh trai anh đã không hẹo. Anh không muốn phải sống trong tự trách như vậy nữa. Cảm giác đó giống như sống không bằng chết vậy. Bố cũng hiểu rõ mà. Hóa ra Dung Hiếu đã không thể bảo vệ tốt cho anh trai mình. Anh vẫn luôn hối hận vì chuyện đó đến giờ. Trên đường về anh cũng không thể hô hấp nổi. Vì lo lắng Seji sẽ gặp phải chuyện bất trắc. Nếu như cô ấy có chuyện gì thì cả đời này anh sẽ sống không bằng chết. Lúc này mẹ anh đi tới bảo anh hãy bình tĩnh lại đi. Sau đó mẹ anh kéo Seji ra ngoài. Khoảnh khắc hai người nhìn vào mắt nhau, dường như đều cảm nhận được tình cảm của đối phương. Hai người sau khi trải qua bao khó khăn cuối cùng cũng được gặp lại lần nữa, thậm chí còn khoe ân ái ngay trước mặt bố mẹ. Khi Seji nhìn thấy trên mặt anh có vết thương thì vô cùng đau lòng. Dung Hiếu xin lỗi cô vì anh đã tới muộn, mà Seji lại nói người nên xin lỗi là cô, lần nào cũng đem tới phiền phức cho anh. Dung Hiếu nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô. Hành động của hai người vô cùng thân mật. Cục trưởng ở bên cạnh cũng không nhìn nổi nữa. Sau khi bình tĩnh lại, cục trưởng liền hỏi Dung Hiếu lúc nãy lớn tiếng với ông đã thoải mái hơn chút nào chưa. Seji nhỏ giọng nói anh hãy xin lỗi bố mình. Cách ứng xử này của cô đã lấy được lòng bố mẹ chồng tương lai. Anh không thể tức giận giống một cậu con trai bất hiếu được. Dung Hiếu hỏi cô đang đứng ở phe nào vậy. Ai ngờ lại bị bố mắng cho một trận. Lúc này Dung Hiếu đành phải ngoan ngoãn cúi đầu xin lỗi. Cục trưởng trách anh che giấu cho Seji, suýt nữa khiến cả gia tộc bị hủy hoại. Dung Hiếu lập tức thừa nhận đều là lỗi của mình, không hề liên quan tới Seji. Nhưng bố anh lại nói Seji đã thừa nhận hết mọi lỗi lầm về cô. Là cô đe dọa nên anh mới không thể báo cáo với quân đội. Dung Hiếu vội vàng giải thích là vì anh sợ Seji bị thương nên mới không báo cáo. Không ai biết sau khi bị bắt đi cô sẽ gặp phải chuyện gì. Rất có khả năng cô sẽ bị thương hoặc bị lợi dụng. Cũng có khả năng biến mất mà không ai hay. Vì vậy anh không thể để cô tới đó được. Seji nghe vậy thì rất cảm động. Hai người lại quay sang nhìn nhau đắm đuối. Khung cảnh này lại khiến cục trưởng nổi giận. Ông bảo họ mau chóng biến đi. Dung Hiếu nắm tay Seji chuẩn bị rời đi, nhưng mẹ anh lại muốn giữ hai người lại ăn một bữa cơm. Vì vậy dưới ánh mắt bất lực của cục trưởng, ba người đã cùng nhau bỏ rơi ông ấy. Bên này, Seo Jan vì tâm trạng không tốt nên đã tới tìm Sương Trung. Cô kể với anh rằng mình đã thích Dung Hiếu từ hồi cấp 3. Lúc đó Dung Hiếu chơi bóng rổ rất giỏi, hơn nữa còn 3 lần được giải xuất sắc ở cuộc thi toàn quốc. Kể từ đó, trong mắt cô chỉ có anh. Sau khi hai nhà định ra hôn ước, Seo Jan lập tức vui vẻ bay tới Thụy Sĩ để tìm Dung Hiếu. Nhưng khi gặp được anh thì anh lại chào hỏi cô rất lịch sự như người mới gặp lần đầu. Lúc đó Seo Jan cũng biết anh không hề để ý tới mình.
Rõ ràng là cô quen Dung Hyuk trước Seji, nhưng bây giờ lại như vậy. Mà dáng vẻ sau khi say rượu của Seo-jan cũng khiến Sung Jung hơi rung động. Càng nhìn càng thấy cô rất hợp gu mình. Lúc này Seo-jan lại trêu anh chồng cũng khá đẹp trai đó. Nhưng không phải vẫn bị Seji đá sao? Nếu như anh không bị đá thì chuyện cũng đã không tới nước này. Cuối cùng Seo-jan say rượu đã được Sung Jung đưa về nhà. Cô còn muốn giữ anh lại qua đêm. Mẹ cô nghe vậy thì sợ tới mức trợn trừng mắt. Lúc này Seji đang cảm thấy rất bất an lo sợ vì ngủ ở nhà Dung Hyuk. Vì vậy cô đã đàn một bài cho anh nghe. Sau đó còn hỏi Dung Hyuk tên của bài hát này. Cô đã từng hỏi rất nhiều người am hiểu về âm nhạc, nhưng không một ai biết tên bài hát cả. Dung Hyuk nghe xong liền sững sờ, đứng dậy hỏi tại sao cô lại biết bài hát này. Seji giải thích là mình đã vô tình nghe thấy có người đàn bài này khi du lịch ở Thụy Sĩ. Lúc đó cô rất thích nên đã nhớ kỹ. Sau đó Dung Hyuk liền đàn lại bài này cho cô lần nữa. Seji thấy vậy liền kinh ngạc. Hóa ra sau khi nghe tin anh trai mình qua đời, anh đã ngồi bên hồ ở Thụy Sĩ trước khi rời đi. Đàn bài hát này lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng. Duyên phận đúng là kỳ diệu. Bài hát này đã vô tình được Seji nghe thấy. Điều này khiến Seji cảm thấy rất khó tin, lúc đó cô đã sớm chán ghét thế giới này. Vốn muốn tìm một nơi đẹp đẽ để bình tĩnh lại một chút, sau đó sẽ yên tĩnh biến mất. Nhưng chính anh đã cứu vớt cô. Dung Hyuk đột nhiên nói ngày mai là cô có thể quay về rồi. Seji lập tức ngây người. Hóa ra từ sau khi Dung Hyuk ra khỏi phòng giam, anh đã nhờ đại tá giúp mình một chuyện. Đó là ban lệnh bàn giao khẩn cấp cho cấp dưới của anh. Theo kế hoạch ban đầu thì phải tới đầu xuân năm sau mới tới lượt họ. Khi mọi người đang nghi ngờ thì Quang Beom liền nói làm như vậy là để có thể đưa Seji rời đi thuận tiện hơn. Không có ai hiểu rõ nơi đó hơn họ. Hơn nữa đó cũng là nơi họ canh gác. Hoàn toàn là địa bàn của họ. Sau khi tất cả chuẩn bị xong họ liền lên xe xuất phát. Lúc này Cheo Gang lại bắt tay với bộ trưởng quân sự. Trực tiếp cho người vào nhà cục trưởng. Họ muốn nhân cơ hội lần này để lật đổ ông. Sau đó còn lấy lệnh điều tra khẩn cấp từ cấp trên ra. Tiếp theo Cheo Gang liền đem người đi tìm kiếm Seji ở khắp nơi trong căn nhà. Xem ra là không tìm thấy Seji thì ông ta sẽ không dừng tay. Cục trưởng nhìn đồng hồ. Thời gian đã trôi qua 2 tiếng rồi. Ông nghĩ rằng nên kết thúc được rồi. Bộ trưởng quân sự đành phải xấu hổ nói mình đã nhận được tố cáo sai lầm. Khi thấy Cheo Gang thất vọng quay về, ông ta liền tiến lên cho một đạp. Cái đồ vô dụng này, cậu coi đây là chỗ nào hả? Vậy mà dám đùa giỡn tôi. Cheo Gang không hề hoảng sợ chất vấn cục trưởng. Dung Hyuk đã đưa người phụ nữ đó đi đâu rồi? Cục trưởng nghe xong liền bình tĩnh nói tiền tuyến có binh lính bỏ trốn. Dung Hyuk là trung đội trưởng nên đã phải tiến hành bàn giao khẩn cấp. Bây giờ anh đã ở tiền tuyến rồi. Bộ trưởng quân sự liên tục nói xin lỗi. Cheo Gang lại tiếp tục nói Dung Hyuk làm vậy là vì muốn giúp đỡ cho Seji về nước. Nhìn thấy ông ta không biết trời cao đất dày là gì, bộ trưởng quân sự lập tức cho ông ta một cái tát. Rồi quay sang hứa với cục trưởng rằng mình sẽ xử lý ông ta. Sau đó liền ra lệnh cho người lôi Cheo Gang đi. Đội của Dung Hyuk tới một căn nhà rách nát ở sâu trong núi. Họ phải chờ tới khi trời tối mới có thể hành động được. Trước khi chia tay mọi người đều rất buồn bã. Seji dặn dò mọi người dù thế nào thì cũng phải ăn cơm đúng giờ. Sống một cuộc sống thật khỏe mạnh. Tới tối Dung Hyuk đưa Seji lên một con thuyền nhỏ. Sau khi đi qua một con sông, hai người đi men theo bia đá cắm ở dưới đất. Bởi vì trong khoảng 10 mét tính từ bia đá thì sẽ không có mìn. Con đường này sẽ đi thẳng tới biên giới của Hàn Quốc. Đi về chỉ cần 1 đến 2 tiếng đồng hồ. Nhưng Dung Hyuk lại đưa Seji đi cả nửa ngày. Anh nói dối là trời tối nên thị lực mình không tốt. Nhưng thật ra mắt của anh nhìn ban đêm là rõ nhất. Anh làm vậy là vì muốn ở với Seji lâu hơn một chút. Cuối cùng hai người cũng tới ranh giới của hai nước. Seji muốn anh đi cùng mình một đoạn. Nhưng Dung Hyuk thân là một quân nhân nên không thể vượt qua ranh giới này. Anh dặn dò Seji nhất định phải đi theo bia đá. Anh đừng quên em đó. Đột nhiên có một người phụ nữ từ trên trời rơi xuống. Làm sao anh có thể quên được đây? Em không phải bị rơi xuống, mà là hạ phàm từ trên trời đó. Seji vừa khóc vừa đi về phía trước. Lúc này Dung Hyuk cũng vội vàng vượt qua ranh giới rồi nắm lấy tay cô. Một bước chắc là không sao chứ nhỉ? Nụ hôn tạm biệt lần này của hai người cũng có khả năng là vĩnh biệt. Nữ tổng tài mặc bộ quần áo trắng này đến tham dự tang lễ của chính mình. Cô lập tức cản cậu nhân viên đang đặt hoa lại, thậm chí còn không hài lòng với tấm di ảnh của mình. Sau đó, cô cầm sổ ghi danh sách người viếng lên xem, để xem ai đến khóc thương tôi nào, còn ai không tới. Cô là ai vậy? Seji nghe vậy bèn tháo kính xuống. Cô vừa quay người lại đã khiến tất cả quan khách tới viếng ngỡ ngàng. Mau biến đi nào. Jun Seji đã trở lại rồi đây. Vì để biểu đạt lòng thành với những người đã tới viếng hôm nay, cô tuyên bố giảm giá 50% toàn bộ sản phẩm của mình trong vòng một tuần. Thương hiệu Seji Choi của cô từ khi thành lập tới nay chưa từng giảm giá. Lần nào, mọi người hãy nhân cơ hội này mau chóng shopping đầy túi thôi nào. Cùng lúc đó, chị dâu của Seji, Sang A đang mở cuộc họp cổ đông. Mục đích của cô ta là muốn chiếm lại công ty này. Khi mọi người đang giơ tay biểu quyết thì Seji bước vào. Tất cả mọi người đều vô cùng sợ hãi. Sang A ngạc nhiên tới tròn cả mắt. Mọi người đều không tin Seji vẫn còn sống. Cô bình tĩnh nói cho họ biết được tham dự đám tang của chính mình là cảm giác thế nào. Những ai hay nói xấu sau lưng cô đã nghe rất rõ. Những người vừa giơ tay tôi sẽ coi như không thấy. Mau quay lại làm việc đi.
Mọi người nghe vậy vội vàng rời đi. Sang A còn định giải thích vài câu nhưng Seji không cho cô ta cơ hội. Bởi vì Seji đã nhìn thấy kế hoạch thâu tóm công ty của cô ta. Sau khi Seji rời đi, ngày nào Dung Hữu cũng ra bãi cỏ ngồi chờ. Một hôm trên đường về, anh vô tình thấy một người đang lén lút làm gì đó. Tới gần mới biết là Man Bút. Anh ta không thể chịu nổi cảm giác cắn rứt lương tâm nữa nên đã nói ra sự thật. Man Bút lấy ra chiếc ví Dung Hữu từng giúp mình cướp lại được. Bên trong có một tờ giấy. Dung Hữu mở ra xem bèn nhận ra ngay đây là chữ của anh trai mình. Hóa ra Man Bút và anh trai của Dung Hữu đã quen biết từ lâu. 10 năm trước, Man Bút và vợ đưa con tới bệnh viện khám bệnh. Bởi vì đứa trẻ bị sốt virus, đã dùng nhiều loại thuốc mà không đỡ. Bây giờ chỉ còn duy nhất thuốc ở bệnh viện tổng hợp số 11. Sau khi về nhà, đứa bé vẫn sốt cao không hạ. Nếu như cứ ngồi đợi thì sẽ nguy mất. Lúc này, anh trai Mu Hiếu đưa người của bệnh viện tới chữa khỏi cho đứa bé. Man Bút cố lấy hết chỗ tiền trên người đưa cho họ. Tuy số tiền này không đủ, nhưng anh mong Mu Hiếu có thể nhận lấy. Cuối cùng Mu Hiếu cũng cầm lấy chỗ tiền này. Sau đó treo gang lại lấy mẹ Man Bút ra để ép anh theo dõi hành tung của Mu Hiếu. Man Bút chỉ đành làm theo. Trong lúc nghe lén, anh phát hiện Mu Hiếu đã điều tra được tội danh của treo gang. Anh ta không chỉ buôn bán chất cấm, mà còn vì để che giấu tội danh mà làm hại người vô tội. Mu Hiếu đã thu thập được tất cả bằng chứng. Vì để phòng ngừa tai nạn xảy ra, anh cầm theo một bản bên người, một bản còn lại để trong đồng hồ. Điều này đã bị tên treo gang nghe được. Hắn ta định dùng xe quân đội của mình đi xử lý Mu Hiếu. Nhờ có sự chỉ dẫn của Man Bút, cuối cùng chiếc xe lao thẳng về rồi cướp đi sinh mạng của chàng trai Mu Hiếu. Sau khi về tới nhà, vợ Man Bút mới nói rằng Mu Hiếu đã mua thịt tới để chúc mừng sinh nhật anh, còn nói nếu rảnh thì tới Bình Nhưỡng một chuyến. Hơn nữa còn tặng cho Man Bút một chiếc ví tiền. Bên trong chiếc ví ấy có để lại số tiền mà Man Bút từng đưa cho anh. Ngoài ra còn có một bức thư. Mu Hiếu còn dặn anh nhớ đem theo chiếc kẹp ra này. Nó có thể mang lại may mắn cho cả gia đình. Sau khi từ Bình Nhưỡng về, họ sẽ cùng nhau uống vài ly. Lúc này Man Bút vô cùng hối hận. Tới trước khi chết mà Mu Hiếu vẫn còn nhớ tới anh. Nhưng lại bị chính người mình tin tưởng nhất hại chết. Vì để chuộc lỗi, Man Bút đã quỳ xuống cầu xin Dung Hiếu tha thứ cho mình. Cho dù phải trả giá thế nào anh ta cũng chấp nhận. Chỉ cần bảo vệ người nhà anh ta là được. Sau đó Man Bút lấy ra chiếc đồng hồ cùng với đoạn ghi âm năm đó. Chiếc đồng hồ ấy là cái Dung Hiếu từng tặng cho anh trai trước khi ra nước ngoài. Sau khi xảy ra chuyện đã bị Man Bút bán đi. Seji tình cờ mua lại định tặng cho Dung Hiếu. Ai ngờ trên đường về lại bị bắt cóc. Chiếc đồng hồ rơi dưới đất bị con trai Man Bút nhặt được rồi về đưa cho bố. Sau khi Man Bút nhìn thấy thì rất bất ngờ. Tối hôm đó, Dung Hiếu ngồi tháo chiếc đồng hồ rồi lấy đi thẻ nhớ bên trong. Bên trong có đầy đủ bằng chứng phạm tội của treo gang. Sau đó Dung Hiếu còn gửi bản fax này cho bố mình. Tổng cục trưởng Dì thấy người gửi là đứa con trai đã mất của mình thì vô cùng bất ngờ. Hôm sau tên treo gang đã bị đưa lên tòa. Bởi vì những bằng chứng Dung Hiếu cung cấp quá đầy đủ, cho nên tội ác của hắn đã bị vạch trần. Thế nhưng hắn ta vẫn còn ra mồm nói rằng mình không hề biết tên tài xế đó. Hóa ra chúng đã thông đồng với nhau từ trước. Dung Hiếu chỉ đành lấy ra chiếc thẻ đen trên chiếc xe gây tai nạn năm đó. Chiếc thẻ này được chế tạo từ vật liệu có độ bền cao nên vẫn còn nguyên vẹn. Bằng chứng đã có đủ, cuối cùng tên treo gang đã bị tịch thu hết tài sản. Sau đó bị phán tù chung thân. Hơn nữa không có quyền khởi tố. Treo gang rơi vào tình cảnh như vậy thì vô cùng hận Dung Hiếu. Hắn ta còn thề rằng mình sẽ không tha cho người phụ nữ đó. Sau khi về nhà, Dung Hiếu cứ cảm thấy có gì đó sai sai. Anh tiến hành so sánh kỹ càng lại lần nữa. Quả nhiên phát hiện có sự khác biệt giữa số lượng thép buôn lậu và số lượng bị tịch thu. Điều này chứng tỏ vẫn còn một chiếc xe chở hàng khác. Chiếc xe đó đã được bố trí sẵn để chuẩn bị giải cứu treo gang. Sau khi chiếc xe tải đâm thẳng về phía xe quân đội, tên treo gang đã được giải cứu thành công. Sau khi về phòng làm việc, Dung Hiếu nhận được một lá thư. Mở ra thì thấy bên trong là một bài báo về Seji. Đúng lúc này anh nhận được một cuộc điện thoại của treo gang. Hóa ra tên khốn treo gang đó đã trốn được ra ngoài, đồng thời còn đang đi về phía Hàn Quốc tìm Seji. Tối hôm đó, khi cô đang trên đường về nhà thì phát hiện có người theo dõi mình. May mà có nhân viên bảo vệ xuất hiện mới giúp cô thoát được một kiếp. Người theo dõi cô không ai khác chính là treo gang. Tối hôm đó, Seji nằm mãi không ngủ được. Lọ thuốc ngủ cô thường dùng cũng đã hết sạch. Thế là Seji quyết định ra ngoài đi dạo một vòng. Seji cô đơn đi trên phố, lòng chỉ nhớ về Dung Hiếu. Đột nhiên, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước mặt cô. Người đó chính là Dung Hiếu cô đang nhớ mong. Anh đột nhiên xuất hiện ở đây khiến cô vừa bất ngờ vừa cảm động. Bởi vì trước khi đi Seji không nói rõ vị trí cụ thể, nên Dung Hiếu đã tìm rất lâu mới tới được đây. Người đàn ông này vì muốn tới tìm cô gái mình yêu đã bất chấp bỏ trong đường hầm nhỏ hẹp suốt 20 tiếng. Cuối cùng anh cũng tới được Hàn Quốc. Thế nhưng huân chương Triều Tiên anh vô tình đánh rơi lại bị một đôi vợ chồng nhìn thấy. Cảnh sát nhanh chóng tới nơi và phát hiện đường hầm bí mật này. Seji còn tưởng rằng anh phản bội Tổ quốc để tới đây tìm mình. Dung Hiếu nói rằng mình chỉ ở đây một thời gian ngắn. Seji thấy anh tới đây dễ dàng như vậy bèn thắc mắc tại sao lúc trước cô muốn rời khỏi Triều Tiên lại khó khăn như thế. Dung Hiếu nói rằng không dễ như cô tưởng đâu. Mục đích anh tới đây để bắt tên tội phạm treo gang. Hơn nữa mục tiêu của hắn chính là cô. Điều này khiến Seji rất bất ngờ.
Anh bất chấp nguy hiểm tới đây chỉ vì em sao? Không chỉ là vì em, hắn ta sẽ không ra tay với một mình em, mà sẽ lợi dụng em để tấn công anh và gia đình anh. Anh sẽ không để cho hắn đắc ý đâu, chứ không phải tới để bảo vệ mình em. Nếu như mục tiêu của hắn là em thì anh phải bảo vệ em mới đúng chứ. Seji nhân cơ hội này giữ anh ở bên mình. Cô thấy bên ngoài nhiều người bèn bảo anh đứng lên rời đi, thậm chí còn bịt kín mặt Dung Hiuk lại để tránh tai vách mạch rừng. Chỉ cần có người chụp được gương mặt đẹp trai của anh thì chỉ 30 phút sau anh sẽ nổi khắp đất Hàn. Dung Hiuk cũng tin lời cô nói là thật. Seji bảo anh quay đầu tới chỗ chỉ cô thấy mà người khác không thấy. Sau đó cô bèn đưa anh về nhà mình. Sau khi về nhà, cô đã cởi áo ra khiến Dung Hiuk vô cùng ngỡ ngàng. Sao vậy? Em tưởng rằng anh đã mệt rồi. Sao anh lại nhìn em như vậy? Thấy bầu không khí có vẻ ngượng ngập, Seji bèn hỏi anh có phải đói rồi không. Thế là cô đã mở tủ lạnh ra kiếm đồ ăn, nhưng lại phát hiện bên trong toàn là nước khoáng. Dung Hiuk mỉa mai cô rằng lần nào em cũng khoe giàu với anh, nhưng trong tủ lạnh không có tí đồ ăn nào. Seji đóng tủ lại rồi giải thích với anh rằng mình có một thói quen kỳ lạ, đó chính là khi ăn không bao giờ ăn quá 3 miếng. Nhưng trong ấn tượng của Dung Hiuk không như vậy. Seji giải thích đó là tình huống đặc biệt. Sau đó cô đã đặt đồ ăn ngoài cho anh. Cùng lúc đó, thành viên trong đội Dung Hiuk cũng đã tới được Hàn Quốc. Bởi vì không có tiền nên họ chỉ đành đứng ngoài nhìn người ta ăn gà rán. Hóa ra họ đã trà trộn vào trong đoàn vận động viên tham gia Thế vận hội để tới Hàn Quốc. Kế hoạch này là do bố Dung Hiuk đề ra để bắt con trai về nước. Đến giờ Seji vẫn không tin được rằng cô có thể ngồi ăn cùng Dung Hiuk ngay trong nhà mình. Anh hỏi cô quan hệ với người nhà thế nào. Seji chỉ đành nói dối là rất tốt. Nhưng ngay sau đó cô đã bị vả mặt. Đúng lúc này tiếng chuông cửa vang lên. Seji bảo anh đừng hoảng sợ. Ở trong tòa nhà này toàn những ông to bà lớn. Hơn nữa an ninh cũng rất tốt. Seji thấy anh hai và chị dâu của mình tới. Cô tưởng rằng cứ không đáp thì họ sẽ rời đi. Thế nhưng chị dâu Sang A đã sớm biết cô có ở nhà bèn trực tiếp nhập mật khẩu luôn. Em chắc chắn ở đây an ninh ổn định chứ. Seji sợ hãi vội vàng bảo Dung Hiuk mau đi trốn. Cô vừa tới cửa thì anh trai và chị dâu đã xông vào. Seji tò mò hỏi họ tới đây làm gì. Sehyung bảo cô đừng diễn nữa. Họ không chịu nổi nữa rồi. Hóa ra anh đã sớm biết chuyện cô ở Triều Tiên. Còn cảnh cáo cô đừng có nghĩ kế độc chiếm tài sản của bố. Nếu không thì anh sẽ tố cáo chuyện cô ở Triều Tiên. Những lời này Dung Hiuk đã nghe thấy hết. Anh lập tức hiểu ngay rằng quan hệ giữa Seji và người nhà không tốt lắm. Seji còn giả vờ không hiểu họ đang nói gì. Sang A thấy vậy bèn lấy ra chứng cứ cô từng ở Triều Tiên. Hóa ra chính Sehyung là người cản không cho cô về nước. Hơn nữa còn muốn cô bỏ mạng ở đó. Sau khi nhìn thấu tâm địa xấu xa của những người này, Seji thề rằng sẽ không tha cho họ. Khi rời đi, Sang A đã phát hiện ở cửa có một đôi giày nam. Dường như cô ta đã hiểu ra chuyện gì. Khi Dung Hiuk đi tới, Seji bảo anh đừng nói gì cả. Cô cảm thấy mình quá nhục nhã. Dung Hiuk chỉ đi tới ôm chầm lấy cô. Điều này khiến Seji rất cảm động. Dung Hiuk nói với cô rằng người mà cả đời này không thể quên không phải là người mình ghét mà là người mình thích. Nếu như chỉ luôn nghĩ về những người mình ghét ngược lại còn chút thêm phiền vào thân. Những lời Dung Hiuk nói đã khiến Seji buông bỏ thù hận. Tối hôm đó, năm người họ đã bỏ ra 10.000 won để tới phòng tắm hơi. Vì không muốn lãng phí số tiền này, họ quyết định ở đây thật lâu cho đỡ phí. Cho dù đói nhưng cũng phải cố nhịn. Lúc này họ thấy Quan Bi-an mang theo rất nhiều đồ ăn tới. Bèn tò mò hỏi những thứ này ở đâu ra. Quan Bi-an trả lời rằng bà chủ nói không cần tốn tiền, mà chỉ cần xem mã số trên tay là được. Nơi này đúng là ngập tràn tình người. Mọi người cho rằng là vì Quan Bi-an trông đẹp trai nên bà chủ mới tặng miễn phí. Chi-su ngồi bên cạnh cũng muốn thử một lần. Khi họ hưởng thụ xong xuôi liền muốn bỏ lại vòng tay rồi rời đi. Ai ngờ bị bà chủ gọi lại bắt thanh toán tiền. Một người đi rác hơi. Tổng cộng là hết 30.000 won. Ai đi rác hơi đây? Lúc này mọi người đều quay sang nhìn nhau. Man Bút sờ lên gương mặt sáng bóng của Chi-su lập tức hiểu ra tất ra. Vì để an toàn hơn nên Seji đã gọi người tới để thay ổ khóa. Sau đó còn bảo Dung Hiuk cho vân tay vào. Hai người họ cùng tới hầm để xe. Dung Hiuk theo thói quen gõ vài cái lên mui xe. Seji tò mò hỏi anh sao lại làm vậy. Dung Hiuk giải thích rằng mùa đông làm như vậy thì có thể đuổi một số động vật dưới gầm xe ra ngoài. Seji nói rằng ở đây là hầm để xe chẳng lạnh chút nào thì lấy đâu ra thú hoang. Cô vừa nói xong thì một con mèo chui ra từ dưới gầm xe. Seji sợ hú hồn rồi nói sau này mình cũng sẽ làm như anh. Sau đó cô đã đưa anh tới trung tâm thương mại mua quần áo. Khi thấy Dung Hiuk mặc bộ siêu bước ra ngoài, Seji cũng ngỡ ngàng theo. Sau đó Dung Hiuk lại thay một bộ khác, Seji vẫn ngỡ ngàng như vậy. Nữ tổng giám đốc này đang đưa nam thần của mình đi dạo trung tâm mua sắm. Cô hoàn toàn không để ý tới giá tiền. Khi Dung Hiuk bước ra trong một bộ vest, Seji lập tức ngây người. Nhân viên cửa hàng nhìn thấy cũng nói bộ đồ này rất phù hợp với anh. Cảm giác giống như nó được may riêng cho anh vậy. Không phải người nào cũng hợp màu này đâu. Sao anh có thể mặc hợp như vậy được chứ? Dáng vẻ si mê của nhân viên lập tức khiến Seji nổi cơn ghen. Sau đó liền chọn tiếp cho anh một bộ. Bảo anh đi vào thay thử xem. Khi nhìn thấy Dung Hiuk mặc bộ quần áo đó bước ra, Seji liền cười tươi như hoa. Lúc này nhân viên lại kéo Dung Hiuk lại. Khen anh mặc bộ này quá đẹp.
Nếu anh mà mặc bộ này chụp ảnh thì chắc chắn còn đẹp hơn cả người mẫu. Seji nhìn thấy bàn tay sân si của cô ấy thì vội vàng đi tới tách hai người ra. Sau đó bảo Dung Hữu quay thử cho mình xem. Đằng sau nhìn không đẹp lắm. Đổi thêm một bộ nữa đi. Dung Hữu cũng cạn lời. Seji lại tìm một bộ khác cho anh. Dung Hữu đành phải ngoan ngoãn nghe lời cô. Chắc là chị đau đầu lắm nhỉ? Bởi vì chồng chị mặc gì cũng rất đẹp. Anh ấy nhìn giống chồng tôi lắm sao? Hóa ra anh ấy vẫn chỉ là bạn trai chị sao? Đúng là khiến người khác phải hâm mộ mà. Sau một hồi được nhân viên khen ngợi, Seji lập tức vui vẻ thể hiện năng lực phú bà. Bộ đồ anh ấy thử lúc nãy và bộ anh ấy đang thử. Nhân viên tính giá tiền tổng cộng là 25 triệu won. Khi Seji chuẩn bị trả tiền lại bị Dung Hữu cản lại. Sau đó liền kéo cô sang một bên. Em đang làm gì vậy? Cái này còn phải hỏi sao? Em đã từng nói em là nữ hoàng mà. Hơn nữa còn là nữ hoàng siêu cấp xa hoa. Bây giờ để em dùng thẻ đen cho anh hưởng thụ một chút nhé. Sau đó cô đưa anh đi mua sắm một cách điên cuồng. Mua cho anh rất nhiều đồ đắt tiền. Điều khiến Seji vui vẻ hơn là lúc ra ngoài Dung Hữu còn chủ động mở cửa trước cho cô. Sau đó còn đứng ở đó làm người tốt bụng. Khuôn mặt đẹp trai của anh lập tức thu hút rất nhiều nữ sinh chụp lén anh. Hai người cùng tới công ty. Nhìn ánh mắt trầm trồ của những người xung quanh, Seji cảm thấy rất đắc ý. Đúng lúc này gặp phải trợ lý của cô. Seji hoang mang giải thích đây là vệ sĩ cá nhân của mình. Trợ lý thấy vậy liền nói chẳng lẽ đây là dấu hiệu cô sắp tái phát. Cậu nói gì cơ? Tái phát yêu đương nồng nhiệt. Nếu chị nói sớm thì chúng tôi có thể dễ dàng đối phó hơn. Để tránh khỏi sự truy hỏi của họ, Seji liền lấy cớ có việc nên rời đi. Sau khi vào văn phòng, trợ lý liền gọi Dung Hữu lại, bảo anh hãy ở đây ăn cùng họ. Buổi họp hôm nay phải tới tối muộn mới có thể kết thúc. Dung Hữu nói mình phải ăn cơm với Seji. Xem ra anh không biết gì cả. Suýt nữa là xảy ra chuyện rồi. Giám đốc của chúng tôi đều ăn một mình. Cô ấy không thích có người ở bên cạnh. Cũng rất ghét người khác bắt chuyện với cô ấy. Hơn nữa cô ấy còn rất nhạy cảm nữa. Ngay cả đun trứng gà cũng phải đun trong 8 phút 27 giây. Nếu như quá thời gian đó thì cô ấy sẽ không chịu ăn. Nhưng Dung Hữu nhớ rõ ràng Seji ăn như hổ đói mà. Đồng nghiệp nhắc nhở anh hãy nhớ kỹ thói quen sở thích của Seji. Như vậy mới có thể làm việc lâu hơn chút. Trên đường về nhà Dung Hữu hỏi Seji rằng có phải anh không hiểu biết gì về sở thích của cô hay không. Cấp dưới của em trông có vẻ rất hiểu rõ. Ngay cả em đun trứng trong bao lâu cũng biết nữa. Seji lại nói mình thích cái gì không quan trọng. Anh biết thứ mà cô thích nhất là được rồi. Em thích gì nhất? Chính là anh. Lần đầu tiên gặp mặt em đã nói với anh rồi. Sao phải giả vờ như không biết làm gì? Dung Hữu nghe vậy thì rất đắc ý. Hôm sau Seji liền nhìn thấy một đoạn video đang hot ở trên mạng. Hóa ra là video Dung Hữu giúp người khác mở cửa ở trung tâm thương mại. Mọi người đều nói anh là một người rất ga lăng lịch sự. Còn có người nói trên anh dài. Dung Hữu chỉ vào bình luận nói mà mặt thiên tài có nghĩa là gì. Seji giải thích cho anh đó là chỉ những người đẹp trai xuất chúng. Dung Hữu nhìn thấy có rất nhiều bình luận khen mình. Anh lập tức cảm thấy rất vui vẻ. Trực tiếp chiếm máy tính làm của riêng. Nhưng họ không hề biết rằng Treo Gang lúc này đang ở ngoài cửa. Lúc này đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên. Seji tưởng rằng là của mình. Ai ngờ lại là của Dung Hữu. Anh đã lấy được vị trí của Treo Gang thông qua người trung gian. Còn hẹn tối mai gặp mặt. Seji rất lo lắng cho an toàn của anh. Cô lập tức nhập số điện thoại của mình vào điện thoại anh. Sau đó tải phần mềm có thể chia sẻ định vị về. Khi Dung Hữu tới địa điểm đã hẹn, khoảnh khắc mở cửa phòng ra mới biết mình đã mất câu. Hóa ra đây là kế điệu hổ ly sơn của hắn ta. Seji sau khi tan làm về nhà đã đi lướt qua Treo Gang. Nhưng cô không hề phát hiện ra. Cô đi xuống bãi đỗ xe, gõ xe vài cái giống như Dung Hữu, kiểm tra xem bên trong có động vật gì không. Đúng lúc này cô vô tình nhìn thấy có một người đàn ông ngồi trong xe. Vì vậy đã giả vờ như không thấy gì. Sau đó bình tĩnh quay người rời đi. Khi nghe thấy tiếng mở cửa, cô điên cuồng chạy về phía trước. Treo Gang cũng đuổi sát theo sau cô. Trong quá trình bỏ chạy, Seji đã làm rơi điện thoại xuống đất. Cô cũng không quan tâm nhiều, đành phải tiếp tục bỏ chạy. Rất nhanh Dung Hữu đã giải quyết xong đám lâu la. Sau khi ra ngoài liền gọi điện cho Seji. Kết quả là không ai nghe máy. Anh mở phần mềm định vị lên, sau đó điên cuồng chạy về phía đó. Lúc này Treo Gang cũng đang chơi trò mèo vờn chuột trong bãi đỗ xe. Seji nhanh trí trốn vào trong phòng trực ban. Mà Treo Gang lúc này cũng phát hiện ra phòng trực ban. Sau đó hắn ta rút súng ra lại gần chỗ đó. Seji nhìn thấy cảnh này qua camera giám sát thì vô cùng hoảng sợ. Đúng lúc này đột nhiên điện thoại của Seji vang lên. Treo Gang lập tức đi ra đó nhặt điện thoại lên. Hóa ra là Dung Hữu gọi tới. Ông ta nghe máy rồi nói với Dung Hữu rằng Seji đang ở trong tay mình. Còn đe dọa anh không được báo cảnh sát. Phải tới đây ngay lập tức. Trong khi hắn ta đang gọi điện thì Seji đã nhân cơ hội bỏ chạy ra ngoài. Đợi tới khi Treo Gang mở phòng trực ban ra thì không thấy một bóng người nào. Lúc này Dung Hữu đang gấp gáp tìm kiếm trong bãi đỗ xe. Anh làm theo lời Treo Gang vừa đi vừa giơ tay lên. Mà Treo Gang lúc này đã cầm súng chĩa về phía anh. Seji nhìn thấy cảnh này thì hoảng hốt không thôi. Cô vội vàng tắt nguồn điện đi. Cả bãi đỗ xe lập tức tối om. Seji lớn tiếng nhắc nhở Dung Hữu đừng để bị lừa. Cô chưa hề bị bắt. Còn bảo anh mau chóng rời đi.
Lúc này Jung Hyuk và Cheo Gang đều đang phán đoán vị trí của cô thông qua âm thanh, đột nhiên một bàn tay tóm lấy cô, sau đó liền bịt miệng cô lại. Hóa ra là Jung Hyuk. Lúc này Seji mới thở phào nhẹ nhõm. Jung Hyuk cũng rất căng thẳng. Nữ tổng tài bá đạo này đang đi về phía băng nhóm xã hội đen ở thành phố này, bởi vì Seoul là địa bàn của cô. Cô đeo kính râm lên rồi đi thẳng về phía trước hang ổ của băng xã hội đen. Vừa tiến vào phòng liền bị một nhóm đàn ông nhìn chằm chằm vào. Nhưng Seji không hề hoảng sợ, vừa tiến lên liền rất hùng hồn. Hóa ra cô đã mua lại cả tòa nhà này thông qua người môi giới. Bây giờ cả chỗ này là của cô. Lúc này một tên đàn em muốn đứng dậy nhưng lại bị đại ca cản lại. Nhìn thấy bọn họ không phối hợp, Seji liền muốn tặng cho họ một bất ngờ nho nhỏ. Một tuần trước, ở đây có một người biết tiếng Hàn và tiếng Trung, đã đánh nhau với một người đàn ông trông rất đẹp trai. Chắc mọi người đều biết chứ nhỉ? Chúng tôi không biết. Cô muốn nói cái gì? Không biết. Dao bay lên bay xuống khắp nơi như vậy, sao có thể không biết được? Sao cô ấy lại biết tiếng Trung? Seji muốn lấy thêm thông tin về người đó. Người nào cung cấp tình báo thì cô sẽ ưu đãi cho người đó với thân phận chủ nhà. Sau này tiền thuê nhà hàng tháng và tiền quản lý đều không cần phải lo nghĩ nữa. Sau đó liền bảo trợ lý lấy ảnh của Cheo Gang ra, để họ tìm kiếm tung tích của người này. Trước khi rời đi còn để lại một câu nói, tìm càng nhanh thì thù lao sẽ càng nhiều. Nói xong liền nghênh ngang rời đi. Trên đường quay về, cấp dưới khen Seji vừa rồi rất ngầu, đúng là không hoảng sợ gì hết. Seji lại nói mình là người có thủ tất báo, cho dù là báo ân hay báo thủ cũng vậy. Điều này khiến cô nhớ tới người phụ trách bảo hiểm cho mình là Su Chan. Rất nhanh cô đã tìm được ông ấy. Hóa ra trong khoảng thời gian Seji mất tích, Su Chan đã dùng rất nhiều cách và đã rất cố gắng để tìm được cô. Mặc dù hai người vốn không hề thân thuộc, nhưng anh ấy vẫn luôn tin rằng Seji còn sống. Bình quân mỗi ngày anh gọi cho trợ lý của cô 37 lần, còn gửi hàng trăm cái Gmail. Chính vì anh cố chấp như vậy nên cuối cùng đã tìm được tung tích của Seji. Thông qua đài phát thanh của phát thanh viên mình yêu thích, lúc đó anh đã rất vui vẻ. Seji cũng rất tán thưởng thái độ này của anh, lập tức nói sẽ tăng tiền thù lao gấp 3 cho anh, còn có tiền thưởng cao ngất nữa. Seji hỏi ý anh thế nào? Tôi đồng ý, giám đốc à. Lúc này Jung Hyuk ở nhà nhàm chán lại bắt đầu chơi game, nhưng anh không hề biết đối thủ trong game của mình lại là Kim Eun Jong, cuối cùng còn bị đối phương đánh bại. Kim Eun Jong tức giận muốn tìm đối phương để dạy cho một bài học. Đúng lúc này Seji cũng tan làm về nhà. Khi Seji hỏi anh đi đâu, anh đã nói dối là mình đi gặp một người. Ê, đối phương không phải là người nguy hiểm gì đâu, nhưng anh cần phải đi khuyên nhủ đối phương vài câu. Seji lập tức ý thức được có chuyện gì đó. Hóa ra cô nhận được tin nhắn mua đạo cụ trong game. Seji đi kiểm tra máy tính mới phát hiện Jung Hyuk còn chơi game, hơn nữa còn là pháp sư cấp 4 nữa chứ. Jung Hyuk nói là mình ở phương diện nào cũng rất xuất sắc, một khi nắm vững được bí quyết thì sẽ không ngừng phát triển. Muốn là chủ chiến trường thì bắt buộc phải nâng cao điểm kinh nghiệm, còn phải lấy được linh dược và vũ khí nữa. Anh không có thời gian đứng yên một chỗ đánh quái. Tóm lại trận này đánh rất vất vả. Seji nói nếu đã đánh trận vất vả như vậy thì phải nghỉ ngơi thật tốt chứ. Bây giờ anh đang định đi đâu vậy? Nhìn thấy Jung Hyuk không nói lời nào, Seji đành phải mở trò chơi ra. Hóa ra anh muốn đi chiến đấu ngoài đời thực. Seji bảo anh cởi áo khoác rồi ngồi xuống, còn bảo anh thoát ra khỏi trò chơi. Jung Hyuk không tình nguyện chút nào. Seji trông vô cùng hung dữ, cảnh cáo anh phải thoát ra. Cuối cùng Jung Hyuk đành phải làm theo. Lúc này Kim Eun Jong đang chờ ở ngoài cũng lạnh tới phát run. Anh còn đang cười nhạo đối phương là đồ nhát cái. Anh không hề biết đối phương lại chính là đội trưởng của mình. Seji không muốn cho Jung Hyuk chơi game nên đã chuyển chế độ Internet sang chế độ cho trẻ, còn không cho phép Jung Hyuk vào mấy trang web đen, thậm chí còn hạn chế thời gian lên mạng của anh. Jung Hyuk vốn muốn năn nỉ cô, nhưng Seji lại không nể mặt anh chút nào. Tới tối, Seji nhìn thấy Jung Hyuk một mình uống rượu giải sầu. Vậy là đã tới uống cùng anh. Cuối cùng Jung Hyuk cũng nói ra lời trong lòng mình. Anh không muốn quay về, chỉ muốn ở đây sống cùng cô. Seji nghe vậy lập tức tỉnh táo, sau đó lại uống một ly rượu rồi bảo anh nói tiếp. Jung Hyuk muốn kết hôn cùng cô, sau đó xin một đứa con giống như họ. Em thích con gái, anh thích song sinh. Seji nghe vậy cũng không bình tĩnh được, lại uống thêm một ly nữa. Anh còn muốn làm gì nữa? Jung Hyuk muốn theo đuổi ước mơ đàn piano của mình. Seji nói muốn tổ chức một buổi hòa nhạc cho anh, thậm chí còn có ý định mua cả trung tâm nghệ thuật cho anh. Đừng nhìn cô đã say mà không tin, cô thật sự có khả năng đó. Lúc này Jung Hyuk nói một câu mà bất cứ người phụ nữ nào cũng thích nghe. Anh muốn nhìn thấy dáng vẻ khi già đi của Seji, lúc đó chắc chắn cô vẫn rất đẹp. Seji nói tốc độ lão hóa của mình rất chậm, nếu như anh muốn thấy dáng vẻ của cô lúc đó thì phải ở bên cô thật lâu mới được. Nếu đã muốn ở bên cạnh cô thì đừng tới chỗ khác uống rượu nữa. Dáng vẻ anh say rượu khiến cô càng thích anh hơn. Nếu như để người phụ nữ khác nhìn thấy dáng vẻ anh lúc này thì cô sẽ lo lắng lắm. Jung Hyuk lập tức đồng ý với cô. Hai người còn ngoắc tay để hứa hẹn. Tình cảm của hai người họ ngọt ngào đến nỗi tôi không thể nhìn nổi nữa. Tôi rất nghi ngờ là hai người vừa quay phim vừa yêu nhau đó. Hôm sau mẹ của Seo Jan mở cửa phòng cô ra, nhìn thấy bên trong không có ai liền hoảng hốt. Ôi trời ơi,
Gian Gian nhà chúng ta qua đêm ở bên ngoài sao? Lúc này Sương Trung cũng tỉnh lại. Anh quay người lại liền bị dọa sững sờ. Hóa ra là Seo Gian đã ôm chai rượu ngủ với anh cả đêm. Thì ra một ngày trước, Sương Trung chạy trốn khắp nơi không có nơi nào để đi nên đành phải liên lạc với Seo Gian. Bởi vì hai người đã đứng chung trên một chiến tuyến. Đó chính là chia rẽ Dung Hi-uk và Seji. Seo Gian tốt bụng đưa anh tới phòng cưới của mình ở tạm vài ngày. Tới tối Sương Trung liền gọi điện cho cô nói mình đã bị ốm. Seo Gian thấy rất phiền phức, nhưng vẫn đem đồ ăn ở nhà mình qua đó. Để không gây ra tiếng động, cô còn kiễng chân lên rón rén đi từng bước. Seo Gian vừa vào cửa liền giật nảy mình. Hóa ra ở đây bị mất điện. Sương Trung nằm trong một góc như một cái xác. Sau đó một tiểu thư như Seo Gian lại nấu cơm cho Sương Trung. Lần đầu tiên nấu cơm nên cô không biết cho bao nhiêu muối. Vì vậy đã cho hết vào. Sương Trung nếm thử một miếng liền thấy cháo này rất là ngon. Nó ngon tới vậy sao? Quá mặn luôn. Seo Gian nghe vậy liền muốn cướp lại. Nhưng Sương Trung lại không chịu bỏ ra. Anh nói mặc dù anh trông rất hào nhoáng. Nhưng thực tế là có một quá khứ rất bi thảm. Bát cháo này khiến anh nhớ tới những năm tháng phải ăn cháo mặn. Anh đang nói cái gì vậy? Anh tưởng tôi không biết anh ở Hàn Quốc là người như thế nào sao? Hóa ra Seo Gian đã biết Sương Trung chính là người đã lừa anh trai của Seji 100 tỷ won. Lúc này Sương Trung lại khen ngợi năng lực thu nhập tình báo của cô. Quả đúng là một người phụ nữ hoàn hảo. Nếu như anh muốn lừa tôi thì tôi khuyên anh đừng nằm mơ nữa. Sương Trung đành phải kể lại biến cố gia đình mình cho cô. Năm đó bố của anh đã bị người thân cận lừa gạt, khiến công ty phải sang tên cho người khác. Không lâu sau bố anh liền qua đời. Mẹ cũng lựa chọn gả cho người khác. Mà người đã hủy hoại công ty của bố anh chính là người nhà của Seji. Để báo truyền hình, lúc đầu anh đã muốn trở thành con rể nhà họ. Giống như ngựa gỗ thành tơ doa lén lút vào trang trại của địch vậy. Không ngờ Seji lại thông minh như vậy, vừa nhìn đã biết mánh khóe của anh. Mặc dù kế hoạch thất bại nhưng hai người anh trai ngu ngốc của cô thì không như vậy. Anh biết anh trai của cô rất ngu nên mới lấy hết được số tiền của anh ta. Vốn tưởng rằng lấy được số tiền của bố mình là có thể trả thù. Nhưng anh lại cảm thấy không thoải mái chút nào. Vì vậy anh lại trả tiền lại. Như vậy mới có thể sống một cách thoải mái không có gánh nặng. Có lẽ đây mới thật sự là trả thù. Nhưng Seo Gian lại không đồng ý với lời của anh. Nếu ai làm cô rơi nước mắt thì cô phải khiến đối phương đổ máu mới được coi là trả thù chân chính. Anh yếu đuối như vậy thì tới năm nào tháng nào mới trả được thù đây. Anh mau chóng tỉnh táo lại rồi quay về Hàn Quốc đi. Phải khiến gia tộc của Seji bị hủy hoại mới được. Sương Trung thấy cô đang kích động như vậy thì cảm giác như cô đang muốn đi trả thù thay cho mình vậy. Sau đó Seo Gian tức giận cầm bình rượu bên cạnh lên uống sạch. Hôm sau cô tỉnh lại thì đã nằm trên giường. Mẹ của Seo Gian thấy cô cả đêm không về liền chạy tới phòng cưới của cô. Vừa vào cửa liền nhìn thấy Sương Trung, bà ngạc nhiên tới mức không nói nên lời. Sương Trung liền quỳ xuống nắm lấy tay bà. Sau đó mong bà đừng quá nghiêm khắc với Gian Gian. Sau khi tỉnh táo lại bà ấy mới nhớ tới chuyện đi tìm Gian Gian. Bước vào phòng mới nhìn thấy Seo Gian đang ngủ rất ngon. Tiến lên đập vào mông cô một cái. Seo Gian giật mình tỉnh dậy. Mẹ cô vừa mắng chửi cô được vài câu thì cửa phòng bị đẩy ra. Bác gái vẫn chưa ăn gì đúng không ạ? Hãy ra ngoài dùng bữa đi ạ. Sau khi phu nhân ra ngoài nhìn thấy món ăn trên bàn thì thấy rất quen. Hình như tối qua những món này vẫn được đặt trong tủ lạnh nhà bà. Seo Gian lập tức chột dạ. Lúc này mẹ cô hỏi hai người rốt cuộc có quan hệ không. Sương Trung vội vàng nói mình đang yêu thầm Seo Gian. Anh biết rõ cô đã có người trong lòng. Bà ấy lại hỏi tại sao anh thích con gái mình. Sương Trung nói cô trưởng thành bình tĩnh và mang trong mình khí chất quý tộc. Và cả sự thẳng thắn của cô nữa. Đây là đều là nguyên nhân anh thích Seo Gian. Sau đó liền nói Seo Gian ưu tú như vậy chắc chắn là di truyền từ mẹ. Tới khi về nhà bà ấy liền khen Sương Trung vô cùng thông minh nhanh nhẹn. Hơn nữa còn có một ánh mắt rất sắc bén. Seo Gian giải thích hai người không phải quan hệ đó. Nhưng mẹ cô lại không tin. Nửa đêm người ta cõng cô về nhà. Bây giờ cô còn ngủ chung giường với người ta. Cho dù Seo Gian giải thích thế nào thì mẹ cô cũng không tin. Hôm nay mấy bà cô trong thôn đã phát hiện ra một bí mật động trời. Họ nhìn thấy có người đàn ông lạ mặt ở trong phòng cưới của Dung Hi-uk. Vì vậy họ liền muốn tới thăm dò. Lúc này Sương Trung vừa tắm xong. Đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa. Người bên ngoài nói nếu anh không mở cửa thì họ sẽ xông vào. Khi anh nghe thấy tiếng Seo Gian ở bên ngoài thì mới ý thức được tình hình không ổn. Còn chưa kịp chạy đi thì mọi người đã mở cửa xông vào. Khung cảnh lúc này khiến tất cả đều há hốc mồm. Sau đó anh liền bỏ trốn vào trong phòng. Giờ thì Seo Gian khó mà giải thích được rồi. Năm binh lính này từ Triều Tiên sang Hàn Quốc. Lúc này họ đang nhìn về phía tòa nhà cao tầng. Họ không dám tin đây lại là công ty của Seji. Cô ấy luôn khoe mình nhà giàu thế nào. Xem ra không phải nói đùa. Sau đó họ nghênh ngang đi vào trong. Lúc này Seji đang cảm ơn sự cố gắng của các nhân viên. Cô lập tức tặng cho mọi người một phần thưởng đặc biệt, khiến mọi người hò hét hoan hô không ngừng. Dung Hi-uk ở bên cạnh nhìn thấy Seji như vậy thì cũng rất vui. Bốn binh lính giả vờ là người Hàn Quốc cũng bị phát hiện ra. Mọi người hoảng sợ bỏ chạy. Trong lúc chạy, Eun Jong không may bị ngã. Trùng hợp là cảnh này cũng bị Dung Hi-uk nhìn thấy. Khi họ chạy ra ngoài thì phát hiện giày của Eun Jong đã bị rơi mất. Ji-soo lo lắng anh đi đường sẽ đau chân nên đã cởi giày của mình ra cho Eun Jong. Khi anh đang thấy rất tự trách, đột nhiên có người cầm đôi giày đi tới. Hóa ra là đội trưởng của họ.
Dung Hy Úc chú đáo đeo giày lại cho Eun Jong. Nhìn thấy đội trưởng xuất hiện, mọi người khác lóc ôm lấy nhau. Seji nhận được điện thoại liền lái Seji đón họ. Khoảnh khắc cô nhìn thấy mọi người thì không dám tin vào mắt mình. Sau đó họ liền vui vẻ ôm lấy nhau. Dung Hy Úc thấy vậy liền tiến lên tách họ ra. Ôm vậy là đủ rồi. Sau này lại ôn lại chuyện cũ sau. Tối đó Seji liền đưa mọi người về biệt thự của mình. Mấy người mới từ quê lên vô cùng tò mò về những món đồ kỳ lạ ở đây. Seji còn mời họ ăn thịt nướng. Sau đó hỏi Chisu thịt có ngon không. Nhưng Chisu lại nói anh ăn không phải vì thịt ngon hay không. Anh chỉ muốn ăn hết sạch đồ ăn nhà cô giống như lúc trước cô đã vét sạch đồ nhà đội trưởng mà thôi. Sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày cô phải đi ăn xin. Seji bảo anh hãy cố lên. Muốn ăn sạch tiền của cô. Cho anh cơ hội 10 đời cũng không đủ. Quang Beom hỏi tại sao Dung Hy Úc không ăn. Anh nói mình vừa nghĩ tới mọi người đã phải chịu rất nhiều khó khăn khi tới đây là anh lại cảm thấy rất buồn. Chisu nhìn thấy bát của anh chất toàn là thịt nướng liền hỏi một câu. Mặc dù nói như vậy không phải phép lắm. Nhưng tại sao người chịu khổ là chúng tôi mà cô lại gắp hết thịt vào bát của đội trưởng vậy? Bầu không khí lập tức trở nên xấu hổ. Seji lại rất vui vẻ. Jung Bae-ok giải thích người đàn ông giống như Dung Hy Úc thì ở Hàn Quốc này gọi là cuồng vợ. Dung Hy Úc nghe vậy liền khó chịu. Seji lập tức khen Jung Bae-ok cái gì cũng biết. Lúc này Chisu cũng cười nhạo Dung Hy Úc. Vì một người phụ nữ mà dám vượt qua biên giới, đúng là nên được ghi danh vào sử sách. Dung Hy Úc còn muốn giải thích gì đó nhưng lại bị Seji chặn lại bởi một miếng thịt. Thấy mọi người đều vui vẻ, Man Bút ở bên cạnh lại rất im lặng. Anh chuyển lời dặn dò của cục trưởng cho Dung Hy Úc. Nếu như họ gặp được anh thì phải đưa anh về nước ngay lập tức, bởi vì họ không còn nhiều thời gian ở đây nữa. Nhưng Dung Hy Úc vẫn lo lắng Seji sẽ bị treo gang nhắm vào lần nữa. Man Bút bảo anh không cần lo lắng. Địa vị của Seji rất cao nên cũng có rất nhiều người bảo vệ cho cô. Cô sẽ không có chuyện gì đâu. Câu nói này cũng bị Seji nghe thấy. Hôm sau trước khi đi làm cô đã đụng phải Dung Hy Úc. Cô nhắc lại lời hứa lúc trước của hai người. Đó là Dung Hy Úc ở lại đây chờ tới khi vết thương khỏi sẽ quay về. Nhưng bây giờ anh vẫn chưa biến mất. Bây giờ cho dù anh đột nhiên biến mất thì cô cũng sẽ không bất ngờ, cũng không đau buồn. Dung Hy Úc lập tức hiểu cô có ý gì. Nhưng anh không biết rằng cô làm vậy là vì sợ gia tộc của anh sẽ bị liên lụy. Sau đó Dung Hy Úc đã đưa cấp dưới rời khỏi đây. Khi đóng cửa lại anh đã nhìn căn nhà lần cuối cùng. Dường như anh vô cùng lưu luyến. Seji đang họp ở công ty cũng không tập trung được. Lúc nào cũng kiểm tra điện thoại xem Dung Hy Úc có nhắn tin cho mình không. Sau khi mẹ cô biết chuyện Se-hyung làm hại cô liền tới văn phòng. Bà ấy vốn muốn giúp đỡ Seji giành được quyền thừa kế. Nhưng cô không hề tin mẹ mình. Hóa ra khi Seji còn nhỏ, mẹ cô đã đưa cô tới bờ biển. Sau đó một mình rời đi. Seji tin rằng mẹ mình nhất định sẽ quay lại. Nhưng chờ rất lâu vẫn không thấy bóng dáng mẹ đâu. Tới hôm sau, may mà cô được người tốt bụng cứu giúp. Seji luôn cho rằng vì sự xuất hiện của mình nên mới khiến cuộc đời của mẹ giống như địa ngục. Vì vậy cô mong bà đừng tới tìm cô vào ngày sinh nhật nữa. Nói xong liền quay người rời đi, để lại một mình mẹ ở đây. Khi Seji mở cửa nhà, phát hiện căn phòng tối đen như mực. Cô gọi tên Dung Hy Úc cũng không có ai trả lời. Cô lập tức ý thức được là họ đã rời đi. Sau đó liền ngồi sụp dưới đất. Bình thường cô vẫn luôn mạnh mẽ kiên cường. Nhưng bây giờ cũng chỉ là một người con gái bình thường mà thôi. Khi cô đang cảm thấy rất tuyệt vọng, đột nhiên đèn sáng lên. Sau đó nhóm người Dung Hy Úc đã xuất hiện. Tay họ cầm hoa tươi, đầu đội mũ sinh nhật. Khi Seji nghe thấy họ hát chúc mừng sinh nhật mình, cô khóc còn to hơn lúc nãy. Cô đứng dậy rồi trực tiếp rời khỏi đây. Mọi người còn đang ngơ ngác không hiểu gì. Dung Hy Úc thấy vậy liền đuổi theo cô. Anh xin lỗi vì đã khiến cô hoảng sợ. Cô chỉ sợ sau này sẽ luôn nhớ tới những ký ức đẹp đẽ hôm nay. Dung Hy Úc ôm lấy cô từ phía sau. Còn hứa từ nay về sau cô sẽ luôn được sống trong hạnh phúc. Bởi vì anh sẽ luôn nhớ tới cô. Anh cảm ơn vì cô đã ra đời. Cảm ơn vì đã để anh tìm được người mình yêu. Seji vô cùng cảm động trước lời nói của anh. Sau khi bình tĩnh lại, hai người cùng nhau quay về nhà. Mọi người lại hát bài chúc mừng sinh nhật của Triều Tiên cho cô. Điều này khiến Seji vô cùng vui vẻ. Nhưng vui vẻ thường sẽ đi cùng với nguy hiểm. Lúc này Treo Gang ở dưới lầu đã sớm xác định được nơi ở của Seji. Dung Hy Úc chuẩn bị tặng bạn gái mình một món quà. Seji nghe vậy thì rất mong chờ món quà của anh. Nhưng Dung Hy Úc lại nói trước đây không phải tín vật gì hết. Cô đừng gán ý nghĩa đặc biệt cho nó. Anh nói vậy Seji càng không chờ nổi. Cô dùng sức bẻ tay anh ra. Không ngờ lại là một chiếc nhẫn. Seji lập tức sững sờ. Dung Hy Úc cũng rất căng thẳng. Sau đó cô đeo thử nhẫn vào thì thấy kích cỡ hơi lớn. Cuối cùng chỉ có thể đeo vào ngón cái. Chiếc đó là của anh. Gì cơ? Lúc này Dung Hy Úc duỗi bên tay còn lại ra. Hóa ra là nhẫn đôi. Dung Hy Úc hỏi có phải lần đầu tiên cô nhận được quà của phái nam tặng hay không? Sao có thể cướp quà như vậy được? Cô chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi thì anh sẽ đeo nhẫn vào tay cô như này. Hành động lãng mạn của anh khiến Seji rất nghi ngờ không biết anh có phải chưa có kinh nghiệm yêu đương hay không. Sau đó cô cũng đeo nhẫn lên tay Dung Hy Úc. Seji nói rằng đây là chiếc nhẫn đẹp nhất mà cô đã từng thấy. Cả đời này cũng sẽ không tháo xuống. Hai người nắm lấy tay nhau. Khung cảnh ấm áp này càng khiến hai người kiên định vào tình yêu của mình hơn. Để tránh nhóm Dung Hy Úc bị lộ thân phận nên Seji đã cho người giúp việc nghỉ.
bây giờ cô chỉ có thể tự mình dọn dẹp. Ưn Dong sau khi nhìn thấy máy hút bụi liền cảm thấy đồ đạc ở đây đều rất kỳ lạ. Nếu như mấy cậu có thể đem đi được thì tôi sẽ mua cho mấy cậu hết. Vừa dứt lời, Seji đột nhiên nghĩ ra gì đó. Sau đó cô lại lấy thẻ đen ra. Đây là thẻ tín dụng không giới hạn. Bảo họ lấy đi quẹt. Chisu vẫn còn nói cô đúng là không sợ trời không sợ đất. Xem ra cô không coi lời cảnh cáo của tôi ra gì cả. Cẩn thận anh sẽ tiêu tới khi cô phải đi ăn mày. Seji nói anh mau chóng tiêu cho cô phá sản đi. Đây là món quà của Seji dành tặng họ trước khi họ rời đi. Cô bảo họ cứ yên tâm mà mua. Không cần lo lắng về tiền. Sau đó họ liền đi tới trung tâm mua sắm. Ai cũng mua mấy bộ liền. Trên đường quay về họ vui vẻ giống như những đứa trẻ. Hôm nay người đàn ông đã từng có tin đồn với Seji lại đăng bài nói về cô. Trợ lý lập tức tới báo cáo lại với cô. Seji bảo họ không cần quan tâm. Chắc chắn là anh ta nói linh tinh sau khi say rượu thôi. Nhưng trợ lý lại nói phóng viên cứ gọi tới hỏi xem hai người có phải đã quay lại rồi không. Seji nghe vậy liền nổi giận nói không có quay lại gì hết. Trợ lý vẫn còn kể lại quá khứ của Seji. Khuôn mặt của Seji rất hoang mang. Cuối cùng Seji đành phải dùng thân phận giám đốc để đuổi họ quay về làm việc. Trước khi đi trợ lý còn muốn gọi Dung Hyuk đi cùng họ. Nhưng lại bị Seji cản lại. Cô nói mình có việc quan trọng cần giao cho anh ấy. Lúc này trong văn phòng chỉ còn lại hai người. Dung Hyuk cũng nổi cơn ghen vì chuyện này. Seji thấy vậy thì lại đổ lỗi cho Dung Hyuk. Ai bảo anh không xuất hiện sớm hơn. Giữa hai người bị ngăn cách bởi đường biên giới mà, làm sao anh có thể xuất hiện sớm hơn được. Seji vì muốn Dung Hyuk nguôi giận nên đã quyết định tối nay đi hẹn hò cùng anh. Sau đó hai người cùng nhau đi xem phim. Xem phim mà cũng phải nắm chặt tay nhau. Tiếp theo lại lái Seji dạo khắp nơi. Tới một cây cầu Dung Hyuk nói lúc trước anh rất thích ra ngoài chụp ảnh. Lúc đó có một người phụ nữ đứng ở trên cầu. Dường như một giây sau sẽ nhảy xuống. Hơn nữa người phụ nữ đó còn rất hợp gu anh. Seji nghe vậy liền khó chịu. Cô bảo anh đừng nói nữa. Nhưng Dung Hyuk vẫn tiếp tục nói. Khi đó anh đi tới nhờ cô giúp mình chụp ảnh. Mặc dù lúc đó tay của cô ấy đang rất run nhưng vẫn nhận lấy máy ảnh của anh. Hóa ra người phụ nữ đó chính là Seji. Cô cảm thán không biết lúc trước hai người họ đã gặp qua bao nhiêu lần nữa. Có lẽ đây chính là sự sắp đặt của số mệnh. Dù có đi tới đâu thì hai người cũng sẽ được gặp lại. Khi Dung Hyuk và Seji tới nhà hàng, khi nhìn thấy mọi người của trung đội 5 đang hưng phấn xem bóng đá, cô cũng vào chung vui với mọi người. Khi Manbut ra ngoài để hút thuốc, đột nhiên lại gặp được Cheol Gang. Hắn ta dường như rất tức giận vì Manbut đã phản bội mình. Sau đó còn lấy ảnh con trai anh ra để đe dọa. Mục đích là muốn Manbut giúp hắn ta bắt được Dung Hyuk và Seji. Lúc này Manbut không biết phải làm thế nào. Hôm sau Seji đã đắp mặt nạ cho mọi người. Cô muốn khiến họ giống người Hàn Quốc hơn. Còn cố ý để Jumeok ra ngoài một chuyến. Jumeok không hay biết gì, anh ngoan ngoãn đi tới nơi hẹn. Khi nhìn thấy nữ thần ở trước mắt, anh lập tức ngây người. Jumeok không dám tin vào mắt mình. Hóa ra cô ấy chính là nữ thần của Jumeok, Choi Ji-woo. Đây là món quà Seji muốn tặng cho anh. Nhưng khi anh gặp được nữ thần của mình lại giống như một chú mèo hoảng sợ. Jumeok có nằm mơ cũng không ngờ tới anh sẽ được ăn trưa với nữ thần của mình. Khi nhìn thấy nữ thần của mình, anh lại làm động tác như này. Tôi cũng không biết anh có ý gì nữa. Nhưng anh lại lần nữa khiến Choi Ji-woo bật cười. Sau khi quay về Jumeok không thèm ăn tối nữa. Anh nói sau khi ăn trưa với nữ thần xong, dạ dày cao quý đó của anh không thể chứa thêm bất cứ đồ ăn nào nữa. Jumeok cầm ảnh chụp chung với nữ thần. Anh coi nó như bảo bối của mình. Sau đó Seji ngồi một chỗ chào tạm biệt với họ. Bầu không khí lập tức trở nên ảm đạm. Seji cũng vô cùng lưu luyến họ. Tối đó mọi người liền chuẩn bị rời khỏi Hàn Quốc. Manbut lại yêu cầu chia nhau ra để hành động để tránh cho những thành viên khác phát hiện ra. Lúc này cuộc trò chuyện của họ đã bị Cheol Gang nghe thấy hết. Hắn ta còn biết Dung Hyuk có chuyện quan trọng phải đi xử lý. Hóa ra tất cả mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của Cheol Gang. Sau đó hắn ta liền ra lệnh cho thuộc hạ xử lý Dung Hyuk. Lúc này Seji cũng nhận được điện thoại của anh trai. Anh ta nói mẹ bị ốm nên bảo cô mau chóng về nhà. Nhưng cô không hề biết rằng anh trai mình đã cấu kết với Cheol Gang, còn đưa cho hắn ta một tấm bản đồ con đường từ nhà Seji tới nhà bố mẹ. Se Hyung nói cho dù hắn ta muốn xử lý Seji thế nào cũng được, chỉ cần để cô biến mất mãi mãi là được. Khi Seji ra ngoài, Manbut vội vàng báo cáo lại hành tung cho Cheol Gang. Không lâu sau trên đường liền xuất hiện 3 chiếc Seji theo sau Seji. Cuối cùng 2 chiếc xe lái lên phía trước chặn đầu xe của cô lại. Còn chưa đợi cô phản ứng lại thì đám côn đồ ở trên xe đã cầm gậy bước xuống. Sau đó họ điên cuồng chạy về phía Seji. Đúng lúc này, 4 cửa xe đều bị mở ra. 4 binh lính Triều Tiên bước xuống từ trên xe. Hóa ra sau khi Manbut bị uy hiếp, anh không hề lựa chọn cúi đầu, mà là nói lại kế hoạch của Cheol Gang cho Dung Hyuk. Sau khi báo cáo hành tung của Seji xong, thành viên của trung đội 5 cũng vội vàng lên cô. Đối mặt với đám lâu la này, mọi người không hề coi chúng ra gì. Cho dù bị đánh lén từ phía sau, Chisu vẫn không hề hấn gì. Anh lập tức quay người đấm cho hắn ta một cái. Seji cũng ngây người. Lúc này cốp xe cũng được mở ra. Manbut từ từ ngẩng đầu lên. Anh cũng ra ngoài gia nhập vào cuộc chiến. Rất nhanh họ đã giải quyết xong đám lâu la này. Lúc này Dung Hyuk cũng tới địa điểm hẹn gặp trưởng phòng U.
tới đây mới biết là một bữa hồng môn yến. Dung Hy Úc không hề hoảng sợ, sau đó liền tiến lên đấm đá với bọn chúng. Mặc dù anh xuất thân từ quân đội, nhưng đối phương lại quá đông. Trưởng phòng U hoang mang chạy ra ngoài thì nhìn thấy thành viên của trung đội 5 đang đi tới đây. Hắn ta vội vàng bỏ chạy. Lúc này nhóm xã hội đen mà Seji gọi cũng đã tới. Cô đồng ý miễn phí hết tiền thuê cho họ, bảo họ mau chóng xông vào. Cánh cửa từ từ được mở ra. Thành viên trung đội 5 cũng đuổi tới. Khi hai bên đối đầu nhau, Treo Gang mới ý thức được mình đã bị Man Bút phản bội, lập tức muốn nổ súng lấy mạng anh. Dung Hy Úc tức tốc đạp vào tay hắn ta. Chi Su cũng đẩy ngã Man Bút. Sau đó hai bên liền lao vào đánh nhau. Trong lúc hỗn loạn, Treo Gang nhân cơ hội bắt lấy Man Bút, kéo ra ngoài rồi đánh anh một trận. Seji ngồi trên xe cũng hoảng sợ không thôi. Lúc này cô nhìn thấy Dung Hy Úc đã đuổi ra. Không được, Dung Hy Úc, đừng tới đó. Treo Gang trốn sau xe lấy súng ra chuẩn bị bắn về phía Dung Hy Úc. Khi hắn ta lấy súng nhắm về phía Dung Hy Úc đang quay đầu đi, đột nhiên có một chiếc xe xông tới chắn viên đạn đó. Seji lập tức ngất đi vì trúng đạn. Dung Hy Úc thấy vậy lập tức nổ súng về phía Treo Gang. Hắn ta vội vàng trốn sau xe. Khi muốn nhặt súng lên thì không ngờ lại bị Man Bút nhặt lên trước. Treo Gang sợ tới mức liên tục lùi về sau. Ai ngờ súng này của Man Bút lại không bắn trúng, ngược lại còn để hắn ta chạy thoát. Dung Hy Úc nhìn thấy người Seji toàn máu, anh đau đớn rơi nước mắt. Sau đó Seji liền được đưa tới bệnh viện. Người nhà của cô cũng vội vàng tới đây. Chỉ có Dung Hy Úc đứng ở ngoài gấp gáp chờ đợi. Cũng vì sự cố lần này nên mọi người đã bỏ lỡ cơ hội quay về Triều Tiên. Họ rất lo lắng cho an nguy của Seji. Đã qua 3 ngày rồi, Seji vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Dung Hy Úc vẫn luôn đứng chờ trước cửa phòng bệnh của cô, lại bị chị dâu cả của Seji nhìn thấy. Vì vậy đã hỏi thăm tin tức về anh từ chỗ trợ lý. Khi biết đó là vệ sĩ cá nhân của Seji, chị dâu hai ở bên cạnh lập tức bảo trợ lý gửi hồ sơ của anh cho mình. Nhưng trợ lý lại từ chối ngay lập tức. Treo Gang lúc này cũng được cứu nhờ sự giúp đỡ của trưởng phòng U. Lúc này chị dâu nhân lúc Seji chưa tỉnh đã đuổi Dung Hy Úc đi, sau đó thay bằng người của mình. Vì vậy Dung Hy Úc chỉ có thể đứng ở ngoài chờ. Khi hai người anh trai vẫn đang cãi nhau về vấn đề dùng người của ai để làm bảo vệ, đột nhiên chị dâu cả phát hiện ra Seji đã tỉnh dậy. Sau đó cô từ từ mở mắt ra. Cô nâng tay lên ra hiệu cho cô ấy lại gần mình một chút. Hóa ra là muốn bảo họ cút ra khỏi đây. Sau đó liền gọi điện cho Dung Hy Úc. Cô nói anh là vệ sĩ riêng của cô, chưa được sự cho phép mà đã tự ý rời khỏi vị trí. Dung Hy Úc nghe thấy giọng của cô liền tức tốc chạy về phòng bệnh. Nhìn thấy Seji nằm trên giường bệnh, hai mắt anh đã đỏ hoe. Anh trách cô nếu như cô thật sự có chuyện gì thì bảo anh sống tiếp kiểu gì. Seji giang tay ra. Hai người ôm chầm lấy nhau sau khi vừa thoát khỏi cái choét. Trung đội 5 nhận được tin cũng vội vàng chạy tới. Mở cửa ra nhìn thấy khung cảnh bên trong, họ liền lặng lẽ đóng cửa lại. Nhưng Seji đã nhìn thấy họ. Cô ra hiệu cho họ vào đây. Sau khi mọi người tiến vào liền muốn ôm Seji một cái, nhưng lại bị Dung Hy Úc cản lại với lý do cô đang bị thương. Cuối cùng đành phải đổi sang nắm tay. Nhưng Chi Su lại nói chẳng lẽ lúc nãy anh đã ôm người khác sao? Nói xong liền muốn tiến lên, nhưng lại bị Dung Hy Úc cản lại. Anh rất tò mò tại sao họ lại biết tin này. Ai nấy cũng nhìn về phía Man Bút ở bên cạnh. Hóa ra Man Bút đã đóng giả làm lao công, lén lút tiến vào phòng của Seji, sau đó đặt máy nghe lén ở dưới giường cô. Họ vẫn luôn ở ngoài nghe ngóng động tĩnh trong căn phòng. Man Bút lấy máy ghi âm ra, còn dặn dò Seji nhất định phải nghe nội dung bên trong. Sau khi nghe, Seji mới biết được chân tướng năm xưa. Hóa ra lúc còn nhỏ mẹ đưa cô tới bờ biển là vì khi đó bà không muốn sống nữa. Đợi tới khi bà quay lại tìm Seji thì phát hiện cô đã biến mất rồi. Bà ấy vừa khóc vừa xin lỗi Seji. Sau khi nghe thấy những lời này, oán hận bao nhiêu năm với mẹ cuối cùng cũng được xóa bỏ. Đợi tới khi cô khóc xong, Dung Hy Úc đi vào phòng bệnh. Seji nói phẫu thuật lần này đã để lại vết sẹo, sau này cô không thể mặc bikini được nữa rồi. Vết sẹo lớn như này, Dung Hy Úc liền nói đó không được coi là vết sẹo. Sau đó anh lập tức cho cô xem vết thương của mình. Lúc đó anh phải khâu 14 mũi, ngay cả thuốc tê cũng không có. Nhìn thấy Seji ngạc nhiên như vậy, anh lại cho cô xem vết súng trên vai. Không chỉ có vậy, trên mặt anh cũng có vết thương. Khi Seji đang nhìn rất chăm chú, Dung Hy Úc đã nhân cơ hội hôn cô một cái. Cảnh này đã bị thành viên của trung đội 5 nhìn thấy hết. Thấy Dung Hy Úc thậm chí còn cởi cúc áo, họ lập tức há hốc mồm. Dung Hy Úc lúc này mới hoang mang chỉnh lại quần áo. Lúc này Seji chuẩn bị đứng dậy, nhưng lại bị Dung Hy Úc cả lại, bảo cô nằm xuống hít sâu. Sau đó mới từ từ đỡ cô dậy. Seji bị thương không cần phải làm gì hết, chỉ cần là những chuyện cô muốn làm thì Dung Hy Úc sẽ làm thay cho cô. Ngay cả bình sữa cũng mở nắp giúp cô, thậm chí còn giúp cô lấy ghèn ở khóe mắt. Thành viên của trung đội 5 nhìn thấy vậy cũng sững sờ, vì vậy đã đứng dậy rời đi. Sau đó bố của Seji đã đưa chuyên viên của cục tình báo quốc gia tới thăm cô. Họ nghi ngờ người nổ súng vào Seji chính là phạm nhân đến từ Triều Tiên. Bố hỏi Seji có biết chuyện này không, sau đó ông liền gọi cả nhà tới đây. Seji muốn công khai một chuyện. Cô lấy máy ghi âm ra, bên trong có chứng cứ mà anh hai và chị dâu đã hãm hại cô. Hóa ra cuộc trò chuyện lúc trước của họ ở trong phòng bệnh đều bị máy nghe lén ghi lại hết. Sau khi chân tướng bại lộ, tất cả mọi người đều sững sờ.
Ông John Bion tức giận xóa bỏ hết mọi chức vụ của anh ta trong tập đoàn. Ông chuẩn bị mở cuộc họp cổ đông để thay đổi giám đốc đại diện, cắt đứt quan hệ cha con với Se-hyung. Anh ta nghe vậy liền đổ hết mọi tội lỗi lên người vợ mình. Mẹ anh ta tức giận đứng dậy cho anh ta một cái tát. Lúc chuyên viên cục tình báo quốc gia rời đi lướt qua Dung Hi-uk, dường như ông cũng cảm giác được gì đó. Dung Hi-uk lúc này cũng nhận được vị trí cụ thể của Cheol Gang. Sang-a vẫn chưa chịu từ bỏ. Lúc này cô ta nhận được tin Dung Hi-uk cũng là người tới từ Triều Tiên. Sau đó liền báo tin tức này cho chuyên viên Lee. Trước khi rời đi, Dung Hi-uk đã dặn dò thành viên trung đội năm hãy chăm sóc tốt cho Se-ri. Nếu anh không kịp thời quay về thì họ nhất định phải quay lại Triều Tiên. Nói xong liền rời khỏi bệnh viện đi tới điểm hẹn. Cảnh sát cũng đã theo dõi được hành tung của anh. Dung Hi-uk đã tìm được nơi ẩn náu của Cheol Gang. Khi hắn ta chuẩn bị thu dọn đồ đạc rời đi nhưng lại bị Dung Hi-uk chặn lại. Anh tình nguyện cược tất cả cũng phải lấy mạng hắn ta. Đúng lúc này cảnh sát cũng đã đuổi tới, còn bảo họ buông vũ khí xuống. Cheol Gang thấy vậy liền giơ hai tay lên. Hắn ta biết Dung Hi-uk sẽ không dám bắn mình. Hóa ra họ đã sớm bị lính bắn tỉa nhắm vào. Cheol Gang nở một nụ cười đắc ý. Hắn ta từ từ quay người lại. Đột nhiên hắn ta lại mạo hiểm rút súng ra chuẩn bị bắn về phía Dung Hi-uk. Nhưng may mà anh đã kịp thời tránh được. Lính bắn tỉa cũng lập tức nổ súng. Chớp mắt Cheol Gang đã thành tấm bia đỡ đạn. Mà Dung Hi-uk nằm xuống đất nên đã thành công thoát được viên đạn. Cuối cùng Cheol Gang cũng đã đăng xuất. Trước khi chết hắn ta nói mọi chuyện cho Dung Hi-uk. Hắn ta đã gửi tài liệu của anh và Se-ji về Triều Tiên rồi. Cho dù anh có quay về thì bố mẹ anh cũng khó mà thoát được kiếp nạn này. Cuối cùng Cheol Gang đã tắt thở. Lúc này tâm trạng của Dung Hi-uk vô cùng phức tạp. Để không liên lụy người nhà, anh muốn tự kết liễu mình ngay lập tức. Đột nhiên cảnh sát phá cửa xông vào. Dưới sự đe dọa của cảnh sát, anh từ từ bỏ súng xuống. Sau đó người của cục tình báo quốc gia cũng tới bắt thành viên của trung đội 5 đi. Se-ji trơ mắt nhìn họ bị đưa đi ngay trước mặt mình. Cô lập tức rút kim tiêm ra, sau đó vội vàng chạy ra ngoài. Cuối cùng cũng đuổi kịp họ. Se-ji vội vàng giải thích mọi chuyện. Lúc này Se-hyung và vợ mình đứng trên tầng lại rất lạnh lùng. Mẹ lo lắng cho bệnh tình của Se-ji nên đã tiến lên giữ cô lại. Lúc này Sương Trung cũng bị sát thủ Sang-a phái đi bắt được. Vì vậy hai người họ lại bắt đầu nói xấu Se-ji trước mặt bố, nói cô xúc phạm luật pháp an ninh của quốc gia. Hơn nữa vệ sĩ bên cạnh cô còn là gián điệp. Cuộc trò chuyện này cũng bị anh cả và chị dâu nghe thấy. Họ lập tức tới phòng bệnh nói chuyện này cho Se-ji. Anh cả kể lại cho cô biết khi mọi chuyện xấu mà họ làm ra được công khai trước mặt mọi người, nếu đổi lại là anh thì chắc chắn anh sẽ xấu hổ tới mức không ngẩng đầu lên được. Nhưng họ lại vẫn rất bình tĩnh, đúng là mặt dày thật. Hơn nữa họ còn cho người đi bắt Sương Trung. Se-ji nghe vậy liền hoảng sợ, nhưng kế hoạch của Se-hyung cũng đã sụp đổ. Người đại diện cũ của anh đã cắt đứt dây trói của Sương Trung trong lúc mọi người đang ngủ say, còn nói anh hãy trói mình lại để ngụy tạo hiện trường chạy trốn. Lúc này cục tình báo quốc gia đã điều tra được mọi của Dung Hi-uk khi tới Hàn Quốc. Trong camera giám sát đều là những hình ảnh anh giúp đỡ người khác. Khi ở Hàn Quốc, anh chưa từng làm một chuyện xấu nào cả. Để tìm hiểu rõ mọi chuyện, chuyên viên Lee đã tiến hành thẩm vấn Dung Hi-uk, còn hỏi tại sao anh lại tới đây một cách phi pháp như vậy. Lúc này Dung Hi-uk có ý định muốn nhận hết mọi tội lỗi. Anh nói Se-ji là tiểu thư nhà tài phiệt. Vì muốn cô ở lại Triều Tiên nên anh mới ra sức lôi kéo cô. Chuyện này không liên quan gì tới cấp dưới của anh. Họ tới tham gia Thế vận hội của quân nhân toàn thế giới. Vì anh nên họ mới bị kéo xuống nước, nên họ mới không thể về nước đúng thời hạn được. Khi Se-ji biết được chuyện này thì vội vàng giải thích cho Dung Hi-uk. Anh ấy không hề muốn lôi kéo hay lợi dụng tôi. Anh tới đây là vì muốn bắt lại tội phạm bỏ trốn Cheol Gang. Người chủ động che giấu cho anh là cô. Khi thấy lời khai của hai người không đồng nhất, chuyên viên Lee đành phải để hai người ba mặt một lời với nhau. Dung Hi-uk vì muốn Se-ji từ bỏ nên đã cố ý nói rất nhiều lời lẽ khiến cô đau lòng. Bởi vì anh biết gia thế của Se-ji rất hiển hách nên mới lợi dụng cô. Nhưng cô không hề tin tưởng lời của anh. Dung Hi-uk nói cô đừng ngây thơ như vậy. Anh tới đây không phải để bảo vệ cô, mà là để lấy mạng Cheol Gang báo thù cho anh trai. Anh hy vọng Se-ji đừng hiểu lầm nữa. Se-ji nghe vậy liền đau lòng đứng dậy rời đi. Cơ thể cô lúc này còn chưa lành hẳn, chưa đi được vài bước đã ngất xỉu. Chuyên viên Lee nói chuyện Se-ji bị ngất cho Dung Hi-uk. Anh nghe vậy liền vội vàng chạy ra ngoài, nhưng cũng chỉ có thể nhìn theo bóng lưng của Se-ji. Anh lập tức rơi nước mắt không ngừng. Người đàn ông này vội vàng chạy vào phòng cấp cứu trong bệnh viện. Hóa ra người phụ nữ anh yêu nhất đã mắc bệnh nhiễm trùng máu. Kể từ sau khi Se-ji nghe thấy lời lẽ tổn thương của Dung Hi-uk, cơ thể vốn đã yếu ớt của cô cũng không thể chống đỡ được nữa. Sau khi đưa tới bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán là cô mắc bệnh nhiễm trùng máu, bởi vì trúng đạn nên khiến khả năng miễn dịch của cô kém đi, cộng thêm bị kích thích về tinh thần nên mới không chịu đựng được nữa, mà tỷ lệ tử vong của bệnh nhiễm trùng máu lên tới 40%. Bây giờ phải chờ qua ngày hôm nay mới biết được đáp án cụ thể. Dung Hi-uk nhìn thấy Se-ji như vậy thì vô cùng tự trách. Anh một mực đứng bên ngoài chờ đợi Se-ji tỉnh dậy. Cảnh này cũng đã bị mẹ Se-ji nhìn thấy. Cho tới khi Se-ji mở mắt ra anh mới thở phào nhẹ nhõm. Vì không muốn để Se-ji nhìn thấy mình nên anh đã cố ý trốn đi. Đợi tới khi nhân viên tới đưa anh đi, anh lại lưu luyến quay lại cô lần cuối cùng. Lúc này Sương Trung sau khi bỏ chạy đã tới ngôi làng mà Dung Hi-uk ở. Anh đã mấy ngày không ăn gì,
Cũng may được hàng xóm ở đây chiêu đãi nhiệt tình. Họ nhìn thấy dáng vẻ ăn như hổ đói của anh liền ngây người. Để trốn khỏi sự truy đuổi của sát thủ, anh lén lút trốn vào nhà của Dung Hiếu. Seo Jan vẫn luôn lo lắng cho an nguy của anh cũng gọi điện tới. Sau đó cô liền tới nhà của Dung Hiếu. Cô không ngờ rằng mình sẽ tới căn nhà của người mình đã từng đính hôn. Sương Trung nói chắc chắn Dung Hiếu sẽ hiểu cho họ thôi. Bởi vì trước đây anh cũng đã giúp Dung Hiếu rất nhiều nên bây giờ mới bị truy đuổi. Seo Jan cũng biết tất cả mọi chuyện đều là do anh hai và chị dâu của Seji gây ra. Cô vốn muốn giúp Sương Trung, nhưng lại bị anh từ chối. Anh không muốn liên lụy tới Seo Jan. Hóa ra anh đã sớm mua vé bay tới châu Âu vào ngày mai rồi. Seo Jan nghe vậy thì có chút buồn bã. Sương Trung hy vọng ngày mai cô có thể đi tiễn anh. Seo Jan cũng đồng ý luôn. Lúc này Sương Trung cảm ơn cô vì đã chăm sóc anh trong khoảng thời gian qua. Vốn tưởng rằng Seo Jan sẽ níu kéo anh, không ngờ cô lại đứng dậy chuẩn bị rời đi. Đột nhiên Sương Trung nắm lấy tay cô. Anh lấy hết dũng khí thổ lộ với cô. Anh tự thấy rằng anh đang sống rất nghiêm túc. Cho dù không biết phía trước là gì nhưng anh vẫn liều mạng chạy về phía đó. Kết quả là anh phát hiện mình vẫn ở dưới đáy vực. Anh cũng rất rõ mình không nên làm ra loại chuyện này với một người con gái tốt giống như cô. Nhưng bây giờ anh có một món đồ muốn đưa cho cô. Sau đó Sương Trung liền đeo một chiếc nhẫn lên tay cô. Chiếc nhẫn này cũng chính là chiếc nhẫn anh đã dùng để cầu hôn Seji. Hóa ra trong lúc anh bỏ chạy đã vô tình nhìn thấy cửa tiệm đó. Vì vậy đã chuộc lại chiếc nhẫn đó. Chiếc nhẫn này cũng là chiếc nhẫn mà Seo Jan giúp anh chọn. Anh biết bây giờ mình không xứng với cô. Anh hy vọng tương lai mình có thể tới tìm cô trong một bộ dáng tốt đẹp nhất. Nếu lúc đó cô vẫn còn độc thân thì hãy cho anh một cơ hội. Seo Jan cũng cảm động tới mức rơi nước mắt đầy mặt. Là một người con gái, cô cũng muốn mình được yêu. Bây giờ cuối cùng cũng gặp được một người hợp mắt mình. Hôm sau Seo Jan đưa Sương Trung tới sân bay. Cô vẫn luôn cúi đầu không nói một lời nào. Sau đó lập tức quay người lên xe rời đi, để lại một mình Sương Trung đứng yên tại chỗ. Nhưng anh không biết rằng, lúc này Seo Jan nhìn chiếc nhẫn trên tay cũng không cầm được nước mắt. Cô không hề biết rằng xe của cô đã bị sát thủ nhắm vào. Sau đó Sương Trung cũng nhận được điện thoại Seo Jan đã bị bắt cóc, còn bảo anh phải đi một mình đi tới đó trong vòng một tiếng. Nếu không thì chờ nhận xác của Seo Jan đi. Đứng trước sự cố ngoài ý muốn này, anh lập tức do dự. Sau một hồi suy nghĩ cuối cùng anh vẫn lựa chọn xé rách vé máy bay, đi giải cứu người mình yêu. Một tiếng súng vang lên, Sương Trung cũng cầm súng xuất hiện. Anh nhanh gọn lẹ giải quyết từng người một, sau đó bình tĩnh lắp thêm đạn vào. Dường như không coi đám người này ra gì, sau đó liền dứt khoát xông về phía trước, không ngờ lại bị trúng một nhát. Cuối cùng anh vẫn đánh gục được đối phương, sau đó tức tốc trốn sang một bên. Khi thấy Seo Jan hoảng sợ, anh liền an ủi rằng mình không sao. Lúc này một tên đã lén lút chạy sang một bên. Sương Trung cố nhịn cơn đau để lắp đạn vào, sau đó dốc hết sức để xông lên, trực tiếp xử lý được tên ở phía đối diện. Khi anh đang tìm kiếm tên còn lại thì đột nhiên hắn ta xuất hiện bắn trúng điểm yếu của anh. Khoảnh khắc ngã xuống, anh đã thành công bắn trúng hắn ta. Lúc này Seo Jan vừa khóc vừa chạy về phía anh. Sương Trung thấy vậy liền nở nụ cười. Hóa ra khi anh chết cũng có người khóc vì anh. Mặc dù anh rất đau lòng nhưng vẫn có chút vui vẻ. Sau đó Sương Trung liền được đưa lên xe cứu thương. Seo Jan nhìn thấy anh tỉnh lại liền thổ lộ lòng mình với anh. Em đã định sẽ cho anh một cơ hội. Em sẽ đợi cho tới khi anh quay về tìm em mới thôi. Em vốn đã nghĩ như vậy đó. Hóa ra sau khi nghe được lời thổ lộ của Sương Trung, cô đã rất vui vẻ. Lúc này Sương Trung bỏ ống thở ra muốn hỏi cô một câu hỏi. Em thích gì? Là Mi hay là người đàn ông khác? Hay là anh? Sương Trung đã từng hỏi cô một câu hỏi như vậy, nhưng câu trả lời của cô lại là Mi. Nhưng lần này cô đã trả lời là anh, là anh, là anh gu Sương Trung. Anh biết em sẽ trả lời như vậy mà. Cuối cùng trước khi ra đi, anh cũng đã nghe được đáp án mà mình muốn nghe. Dung Hiếu, đừng chạy, Dung Hiếu. Sao anh lại có thể đi như vậy? Anh cứ để họ đưa đi như vậy thì em phải làm sao đây? Em đừng chạy tới đây. Anh đi như vậy em phải làm sao đây? Dung Hiếu nhìn thấy Seji đang chạy về phía mình, anh cũng không thể kìm nén được nữa. Dung Hiếu đẩy mọi người ra rồi chạy về phía cô. Hành động này đã khiến hai bên suýt nữa nổ súng. Cuối cùng hai người đã ôm chầm lấy nhau. Hóa ra khi nhóm người Dung Hiếu bị áp giải về nước, mẹ đã báo tin Dung Hiếu rời đi cho Seji. Mặc dù cô có chút thất vọng nhưng ngay lập tức lại nhớ tới lời Dung Hiếu đã từng nói. So với việc cả cuộc đời của anh bị hủy thì nhìn em như vậy khiến anh càng đau khổ hơn. Seji cảm thấy anh có thể quay về cũng là chuyện tốt. Ít nhất tới cuối cùng cũng không cần khẩu vị tâm phi nữa. Mẹ cô hỏi cô có muốn đi chào anh lần cuối không? Seji lắc đầu từ chối. Bởi vì lúc trước cô đã tạm biệt với anh rất nhiều lần rồi. Bây giờ đã không còn gì để nói nữa rồi. Hơn nữa để anh nhìn thấy cô tiểu tụy như này thì càng khiến anh khó rời đi hơn thôi. Cô không muốn để anh biết được bệnh tình của mình. Mẹ cô cũng nhìn hai người thật sự yêu nhau, đành phải nói ra sự thật cho Seji. Anh vẫn luôn túc trực bên cạnh cô. Cho dù là khi cô phải phẫu thuật rất lâu, anh vẫn đứng yên ngoài phòng bệnh không rời một bước nào. Thậm chí còn không ăn không ngủ đứng ngoài nhìn cô. Cho tới khi cô mở mắt ra thì anh mới yên tâm rời đi. Seji nghe vậy thì hai mắt đã đỏ hoe. Cho dù hai đứa đã tạm biệt rất nhiều lần, nhưng con vẫn muốn gặp cậu ấy đúng không? Con không đi sao? Con phải đi. Con rất muốn gặp anh ấy.
Trước khi ra ngoài, mẹ bảo cô nắm chặt tay nắm để giúp Seji gặp được Dung Hyuk để nói lời tạm biệt cuối cùng. Bà lái xe nhanh như chớp chỉ vì muốn tới nơi kịp thời. Khi Dung Hyuk đi qua biên giới của hai nước, mẹ đã đưa Seji tới nơi kịp thời. Seji vội vàng xuống xe nhìn thấy Dung Hyuk đang bị còng tay. Cô cảm thấy vô cùng khó hiểu. Sau đó vừa khóc vừa chạy về phía anh. Dung Hyuk cũng vội vàng đẩy người bên cạnh ra, sau đó chạy về phía cô. Khoảnh khắc hai người ôm lấy nhau vô cùng cảm động. Cả hai cùng chạy hướng về phía người mình yêu, đúng là khung cảnh rất đẹp đẽ. Ê, thành viên của trung đội 5 nhìn thấy cảnh này cũng không kìm được nước mắt. Dung Hyuk rất lo lắng cho sức khỏe của cô. Nếu cô đang chạy mà ngất đi thì phải làm sao đây? Cô phải biết quý trọng sức khỏe của bản thân chứ. Seji lại không hiểu tại sao Dung Hyuk lại phải đeo vòng tay. Anh bảo cô đừng lo lắng gì. Mặc dù sẽ không có chuyện gì xảy ra, nhưng lỡ như có gì xảy ra thì sao? Cũng không phải lỗi của anh. Anh không hối hận chút nào. Em như một món quà ông trời đã ban cho anh. Anh chỉ cảm thấy rất biết ơn. Dung Hyuk cũng xin lỗi cô vì những lời nói lần trước của mình. Hai người nước mắt lưng tròng chào tạm biệt nhau lần cuối. Cuối cùng Dung Hyuk đã bị đưa đi. Seji vô cùng đau lòng. Khi đi tới giải phân cách, Dung Hyuk quay đầu lại nhìn Seji lần cuối cùng. Khi nhìn thấy thành viên trung đội 5 chào tạm biệt mình, Seji đã hoàn toàn sụp đổ. Lúc này cục trưởng nhận được một cú điện thoại, biểu cảm vô cùng nặng nề. Sau đó nhóm Dung Hyuk đã bị đưa tới một nơi hẻo lánh. Khi họ đang ngơ ngác không hiểu gì thì bộ trưởng quân sự xuất hiện. Hóa ra ông ta muốn giải quyết họ luôn ở chỗ này. Nhưng Dung Hyuk lại nói cho dù có chết cũng phải tiếp nhận phán quyết của thẩm phán đã. Nhưng đối phương lại không cho họ cơ hội này, lập tức ra lệnh cho người nổ súng. Manbut thấy vậy vội vàng tiến lên chắn trước người Dung Hyuk, nhưng anh lại kéo Manbut về phía sau. Đúng lúc này vài tiếng súng vang lên, những người ở đây đã bị bao vây ngay lập tức. Hóa ra là cục trưởng đã tới đây kịp thời. Cục trưởng nhấn mạnh rằng không được bỏ qua điều tra, vì như vậy sẽ oan uổng cho người vô tội. Nhưng bây giờ ông đã tận mắt nhìn thấy có người muốn lấy mạng con trai ông. Tình huống không giống nữa rồi. Bộ trưởng quân sự còn muốn liều một phen, không ngờ lại bị cục trưởng bắn trúng. Để ông ta chết hẳn, cục trưởng lại bắn thêm một nhát nữa. Tất cả mọi người đều hoảng sợ không thôi. Mẹ nhìn thấy Dung Hyuk đã về liền kích động chạy tới ôm lấy anh. Từ sau khi Sương Trung rời đi, Seo Jan vẫn thẫn thờ không muốn làm gì hết. Hôm nay cô đột nhiên bước ra phòng rồi nói mình đã quyết định rồi. Con phải báo thù. Mẹ cô nghe vậy thì sững sờ. Nhà chúng ta là chuyên gia trong chuyện này mà, đúng không? Ừ, đúng vậy. Sau đó Seo Jan liền tới tìm người đại diện cũ của Sương Trung, nghe ngóng tin tức về tổ chức đã sát hại Sương Trung từ chỗ anh ta. Cô sẽ giải quyết tất cả, không chừa cho ai đường sống hết. Còn phải tặng cho anh hai và chị dâu của Seji một món quà nữa. Se-hyung và vợ về tới nhà vẫn đang châm chọc Seji vì phải tiếp nhận điều tra của Cục Tình báo Quốc gia. Bố lại bảo họ không cần lo lắng. Ông đã tìm luật sư giúp Seji xử lý vụ này rồi. Bây giờ mấy người nên tự lo cho mình thì hơn. Khi họ còn đang ngơ ngác thì trưởng phòng U đã bị đưa vào. Họ lập tức ngây người. Hóa ra trưởng phòng U đã từng nhận lệnh của hai người họ. Vốn tưởng rằng anh ta sẽ tiêu hủy hết chứng cứ, nhưng đại diện của Sương Trung lại gửi toàn bộ chứng cứ cho Seji. Khi bị trưởng phòng U chỉ đích danh, hai vợ chồng Se-hyung vẫn còn muốn tranh cãi. Cuối cùng đã bị bắt đi vì tội bắt cóc và hại người. Nếu như tội danh thành lập thì sẽ bị phán dưới 10 năm tù. Mà người thắng cuối cùng đã thuộc về anh cả của Seji. Seji đã giao lại quyền điều hành tập đoàn cho anh trai. Cô sẽ tập trung tiếp quản công ty thời trang của mình. Đồng thời Seji cũng không quên những người đã từng giúp đỡ mình. Cô nhờ mẹ Seo Jan đem đồ mỹ phẩm bản giới hạn tới cho mọi người. Trên hộp còn có hình vẽ của từng người một. Sau khi nhận được quà, mọi người đã rất vui. Tối hôm nay, khi Seji đang chuẩn bị đi ngủ thì đột nhiên nhận được tin nhắn của Dung Hyuk. Cô cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Hóa ra khi còn ở Cục Tình báo Quốc gia, Dung Hyuk đã đặt lịch trước cho tin nhắn. Từ đó về sau Seji thường xuyên nhận được các loại tin nhắn từ Dung Hyuk. Đây cũng là tia hy vọng duy nhất của cô. Mỗi ngày anh đều sẽ nhắc nhở đừng để bụng rỗng ra khỏi nhà. Ít nhất cũng phải ăn một quả gì đó. Lúc lái xe đừng chỉ nhìn về phía trước, thi thoảng cũng phải nhìn bên cạnh nữa. Mỗi khi nhớ tới đối phương thì hãy ngẩng đầu lên nhìn trời. Đột nhiên có một ngày cô nhận được một chậu hoa. Dung Hyuk bảo cô hãy chăm sóc nó. Đợi tới khi nở hoa thì cô sẽ biết là hoa gì. Mà cây cà chua Seji tặng anh cũng đã bắt đầu ra hoa kết quả. Tối hôm nay Seji nhận được tin nhắn cuối cùng. Tin nhắn được đặt lịch trước trong vòng một năm đã kết thúc. Lúc này hoa nhung tuyết cũng đã nở. Hai người hẹn sẽ gặp lại nhau ở đất nước của hoa nhung tuyết. Nhưng lại không có thời gian cụ thể. Cả hai người đều nghe theo sự sắp đặt của số mệnh. Một năm sau, Seji tới Thụy Sĩ. Một mình đi ngoài đường phố. Cô tới nơi hai người đã gặp nhau lần đầu tiên, nhưng không hề nhìn thấy bóng dáng của Dung Hyuk. Mỗi lần đều phải thất vọng quay về. Mặc dù hoa nhung tuyết có ý nghĩa là hồi ức quý báu, nhưng Seji không muốn tình cảm của hai người trở thành hồi ức. Cô tin rằng họ nhất định sẽ gặp lại lần nữa. Cô tình nguyện dùng cả đời để chờ ngày đó. Một ngày nọ Seji lại chơi nhảy dù ở trên núi. Khi cô đáp đất đã bị dù rơi lên đầu. Tới khi cô ngoi ra ngoài thì đột nhiên nghe thấy một giọng nói rất quen thuộc. Hình như không phải em bị rơi xuống, mà là từ trên trời hạ phàm xuống đúng không? Nhìn thấy Dung Hyuk xuất hiện, Seji không dám tin vào mắt mình. Cô vội vàng chạy tới ôm lấy anh.
Cuối cùng cô cũng đã chờ được ngày này. Khoảnh khắc này cô không bao giờ muốn rời xa anh nữa. Hai người có tình cảm cuối cùng cũng đã về với nhau. Hơn nữa còn cùng nắm tay nhau bước vào lễ đường. Bộ phim này tới đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ trong suốt thời gian qua. Hẹn gặp lại ở bộ phim tiếp theo.